dề quý trời cho. Chương 801, không lẽ hết hạn rồi? Tôi vốn cho rằng người của năm gia tộc lớn kia có thể xử lý cậu, cho nên tôi tặng bọn họ 5 viên đỉnh cấp đan dược, làm cho bọn họ tăng thêm khả năng giết chết cậu, nhưng không ngờ mấy tên vô dụng kia uống đan dược xong bắt tay nhau cũng không thể giết chết cậu. Tôi cũng thật sự đánh giá quá cao năng lực của mấy tên vô dụng kia, lãng phí 5 viên đỉnh cấp đan dược của tôi. Nếu bọn họ không có cách nào giết chết cậu thì tôi đây đành phải tự mình ra tay, hiện tại vợ cậu đã trúng độc, thế giới này chỉ có một mình tôi giải được, nếu cậu không tin thì có thể giết tôi, sau đó trơ mắt nhìn vợ mình chết đi. Mà nếu cậu muốn vợ mình sống thì phải giao mạng cậu cho tôi, kiểm tra xem tình cảm của cậu với vợ mình, cậu có bằng lòng dâng tính mạng của mình ra vì vợ hay không? Người áo đen nói xong thì cười ha ha, giống như đang cười nhạo Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không nghĩ tới người áo đen này tặng đan dược cho chủ năm gia tộc lớn, lúc đó anh cảm thấy kỳ lạ, vì sao năm gia tộc lớn lại đột nhiên có đan dược tăng sức mạnh, thì ra người áo đen này muốn năm gia tộc lớn này thành công giết chết anh. Có thể lấy ra nhiều đan dược tăng sức mạnh như vậy, người áo đen này tuyệt đối không đơn giản. Lâm Thanh Diện, anh không cần lo cho em, anh mau giết chết ông ta đi. Ông ta cho em uống thuốc độc chết từ từ, trong thời gian ngắn không chết được, anh giết chết ông ta, sau đó chúng ta lại nghĩ cách giải độc. Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện. Ha ha, mấy người có thể thử một lần, sau khi giết tôi xong thì còn có ai có thể giải độc này trên thế giới hay không? Người áo đen cười nhạo nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Diện nhíu mày nhìn người áo đen hỏi, ông có thể nói cho tôi biết vì sao muốn giết tôi không? Cho dù tôi đồng ý với ông dùng mạng của mình đổi lấy mạng của vợ tôi, dù sao ông cũng phải nói cho tôi biết vì sao ông muốn làm như vậy chứ. Vì sao? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, bởi vì cậu giết người bạn tốt nhất của tôi phải báo thù cho ông ta. Bạn tốt nhất của ông là ai? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Người áo đen nhìn về phía Lâm Thanh Diện, dưới áo đen xuất hiện hơi thở độc ác. Lôi Uyên Hành. Lâm Thanh Diện nghe thấy tên này thì giật mình. Lúc này anh mới hiểu vì sao người áo đen trăm phương ngàn kế đối phó với mình. Không nghĩ tới ông ta lại báo thù cho Lôi Uyên Hành. Cả đời này của tôi chỉ có một người bạn tốt là Lôi Uyên Hành, cậu giết ông ta, tôi tất nhiên phải báo thù cho ông ta, tôi vốn cho rằng với năng lực của mình, còn có đan dược thì giết chết cậu sẽ không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới cậu lại mạnh đến mức độ này, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn cách này mà thôi. Cho dù thế nào, cậu và vợ cậu cũng phải có một người chết. Mấy ngày nay tôi quan sát thì phát hiện cậu rất tốt với vợ mình, nếu cô ta chết đi thì đối với cậu mà nói chắc chắn cũng là sự đả kích lớn. Người áo đen nói xong thì lấy một viên đan dược trong quần áo ra, đưa tới trước mặt Lâm Thanh Diện nói, đây là viên đan dược có độc tính mạnh nhất trước mắt do tôi bào chế. Sau khi cậu uống nó thì các mạch máu trong cơ thể sẽ lập tức nổ tung, cả người co rút, đau khổ đến chết, hơn nữa nó không có thuốc giải, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Hiện tại cậu có thể lựa chọn. Uống viên đan dược này hay là giết tôi, sau đó tận mắt nhìn thấy vợ mình từ từ chết đi trong lòng cậu. Lâm Thanh Diện nhìn viên đan dược trong tay người áo đen, anh hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó với người áo đen thế nào. Anh không muốn Hứa Bích Hoài chết đi như vậy, nhưng anh cũng không muốn giao tính mạng của mình ra. Nếu có thể thì anh lập tức ra tay khống chế người áo đen này, sau đó ép hỏi trong miệng ông ta cách giải độc cho Hứa Bích Hoài. Nhưng Lâm Thanh Diện có thể ép người áo đen nói ra cách giải độc hay không lại là một chuyện khác. Lúc Lâm Thanh Diện đang rối rắm nên làm thế nào thì Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm viên thuốc độc trong tay người áo đen, lúc sau cô cắn chặt răng, chạy tới trước mặt người áo đen, há miệng nuốt viên thuốc độc trong tay người áo đen xuống bụng. Lâm Thanh Diện và người áo đen không nghĩ tới Hứa Bích Hoài đột nhiên làm như vậy, sắc mặt Lâm Thanh Diện thay đổi, nhanh chóng chạy về phía người áo đen, dùng chân đá vào ngực ông ta, lập tức đá bay ông ta. Sau đó anh ôm lấy Hứa Bích Hoài, muốn cô nhổ ra viên đan dược vừa rồi. Nhưng Hứa Bích Hoài đã nuốt viên đan dược xuống bụng, muốn nhổ ra là không thể nào. Lâm Thanh Diện, em đi rồi thì anh nhất định phải chăm sóc tốt Nặc Nặc, đừng luống cuống tay chân rồi để chị Tôn thay tã cho Nặc Nặc, anh cũng phải học một chút. Hơn nữa, em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Hứa Bích Hoài vừa nói vừa khóc, cô nghe thấy rõ những lời người áo đen đã nói, cô biết mình sắp chết đi. Con mẹ nó, em nói vậy gì đó, ông đây không cho phép em chết. Lâm Thanh Diện nổi giận gầm lên một tiếng, anh không nghĩ tới Hứa Bích Hoài không muốn anh chết mà lựa chọn uống viên thuốc độc này, hiện tại anh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh quay đầu nhìn về phía người áo đen bị mình đá bay ở bên kia,
sau đó anh lao tới trước mặt người áo đen, dùng tay bóp chặt cổ ông ta, nhấc ông ta từ dưới đất lên quát, mau giao thuốc giải ra đây. Nếu không thì tôi sẽ giết ông. Mặc dù người áo đen cũng có năng lực tông sư cảnh, nhưng đối mặt với cơn tức giận của Lâm Thanh Diệt, ông ta không hề có sức phản kháng. Viên thuốc độc này không có thuốc giải, tôi đã nói rồi, do cô ta muốn uống, chuyện này không thể trách tôi. Người áo đen mở miệng nói một câu. Lâm Thanh Diện kéo người áo đen tới trước mặt Hứa Bích Hoài nói, mẹ nó, tôi không quan tâm ông có thuốc giải hay không, hiện tại ông phải chữa khỏi cho cô ấy. Nếu không thì tôi làm cho ông sống không bằng chết. Người áo đen cắn răng nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cũng suy nghĩ nên lựa chọn thế nào. Anh quay đầu nhìn thoáng ra Hứa Bích Hoài, sau đó cả người ngây ra. Lâm Thanh Diện thấy nhìn Hứa Bích Hoài vẫn không nhúc nhích, cơn tức giận lan khắp cơ thể. Lập tức muốn ra tay với ông ta. Mẹ nó, ông đứng ngây ra làm gì? Mau cứu người cho tôi. Người áo đen quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, bó tay mở miệng nói, cô nhìn dáng vẻ của cô ta. Giống như chúng độc sao? Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, thấy sắc mặt của cô hồng hào, hơi thở ổn định, hoàn toàn không giống như dáng vẻ chúng độc. Không phải ông nói sau khi uống xong thì mạch máu nổ tung, cả người co rút sao? Sao cô ấy không có dấu hiệu gì vậy? Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Người áo đen cũng buồn bực nói, đúng vậy, đáng lẽ cô ta phải xuất hiện những triệu chứng đó, nhưng vì sao lại không có? Hứa Bích Hoài khóc một hồi lâu, cho rằng mình sẽ phải chịu cơn đau đớn khó có thể tưởng tượng đó, hơn nữa cô và Lâm Thanh Diện sắp phải cách xa nhau, trong lòng càng chua xót. Nhưng một hồi lâu, cô không cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi gì. Có lẽ Hứa Bích Hoài cảm thấy xấu hổ nên chỉ khóc thút thít rồi lau nước mắt, cô nhìn về phía người áo đen, mở miệng hỏi, không lẽ đan dược này của ông hết hạn rồi, vì sao tôi cảm thấy mình không sao cả? Chương 802, sức khỏe hoàn hảo. Người áo đen nghe Hứa Bích Hoài hỏi thì mặt đầy hắc tuyến, không hề nghi ngờ những lời này của cô chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người bào chế đan dược. Một viên thuốc độc, cho dù hết hạn cũng có thể giết chết người khác. Huống chi ông ta chỉ vừa bào chế viên đan dược đó cách đó không bao lâu. Hơn nữa ông ta cũng vô cùng chắc chắn mình không lấy nhầm đan dược, ông ta chỉ có một viên thuốc độc đó, cho dù là mùi vị hay là màu sắc cũng chỉ có một viên, nếu ông ta lấy nhầm thì đã sớm phát hiện. Nhưng sau khi Hứa Bích Hoài nuốt vào bụng lại sau không hề có phản ứng nào, chuyện này làm cho người áo đen cũng có chút xấu hổ, dù sao lúc trước ông ta bào chế viên thuốc độc này còn tự nhận là không ai có thuốc giải, thậm chí còn có vẻ đắc ý. Không ngờ cô nuốt xong lại không có phản ứng gì. Chuyện này là thế nào? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm người áo đen, lạnh lùng hỏi. Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Người áo đen thành thật trả lời. Có thể lẽ trung hòa với thuốc độc lúc trước? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Không thể nào, tôi bảo chế đan dược nên biết rõ tính chất của chúng, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống trung hòa này. Người áo đen lập tức tự tin mở miệng nói. Bởi vì Lâm Thanh Diện không biết sốt cuộc tình huống của Hứa Bích Hoài thế nào nên cũng không dám kéo dài thời gian, anh nói với người áo đen, chắc ông biết rất rõ cục diện hiện tại, sự uy hiếp của ông với tôi đã biến mất, nếu ông không ngoan ngoãn nghe lời thì cũng chỉ có con đường chết, hiện tại ông mau giải độc lúc trước cho vợ tôi. Người áo đen hiểu ý của Lâm Thanh Diện, vừa rồi ông ta còn có thể dùng tính mạng của Hứa Bích Hoài uy hiếp Lâm Thanh Diện, nhưng hiện tại Hứa Bích Hoài nuốt viên thuốc độc của ông ta xong lại không sao cả. Lâm Thanh Diện đã bắt được ông ta, cho nên cũng chỉ có thể thành thật nghe theo lời Lâm Thanh Diện. Để đảm bảo chắc chắn, một tay của Lâm Thanh Diện vẫn đặt trên cổ người áo đen, nếu ông ta có hành động lạ thì Lâm Thanh Diện lập tức bẻ gãy cổ ông ta. Người áo đen nhìn Hứa Bích Hoài một cái, mở miệng nói, cô vén tay áo trên cánh tay trái đi. Hứa Bích Hoài dựa theo lời của ông ta, vén tay áo lên, cánh tay trắng như ngọc lộ ra ngoài, có vẻ vô cùng tinh tế. Người áo đen nhìn cánh tay của Hứa Bích Hoài xong thì sắc mặt lại thay đổi, kinh ngạc nói một tiếng, rốt cuộc chuyện này là sao? Vì sao chất độc khác trong cơ thể của cô ta cũng biến mất? Lâm Thanh Diện cau mày nhìn người áo đen, mở miệng hỏi, có ý gì? Tôi cho cô ta uống thuốc độc tác dụng chậm, từ từ ăn mòn máu thịt trong cơ thể, hơn nữa sẽ xuất hiện một đường máu rõ rệt trên cánh tay, nhưng trên cánh tay của cô ta lại không có, điều này chứng tỏ cô ta vốn không trúng độc. Nhưng rõ ràng tôi tự tay cho cô ta uống thuốc độc mà. Người áo đen mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cũng nhìn cánh tay Hứa Bích Hoài, trên đó thật sự vô cùng sạch sẽ, không thấy gì cả. Ông có chắc không có đường máu gì đó trên cánh tay có nghĩa là không trúng độc hay không? Lâm Thanh Diện nhìn người áo đen hỏi một câu.
Người áo đen lập tức gật đầu nói, tôi có thể lấy tính mạng của mình đảm bảo, tôi là người bào chế đan dược, tôi sẽ không lấy chuyện này nói dối. Lâm Thanh Diện nghe mấy chữ người bào chế đan dược thì đôi mắt lập tức giật giật, lần đầu tiên anh nghe có người gọi bản thân mình như vậy. Tuy rằng Lâm Thanh Diện rất muốn làm rõ lý lịch của người áo đen, nhưng hiện tại không phải là lúc hỏi, anh cần phải xác định chắc chắn Hứa Bích Hoài có vấn đề gì hay không. Cho nên việc quan trọng nhất là đưa Hứa Bích Hoài đến bệnh viện kiểm tra một chút, tuy rằng đan dược này có vẻ mơ hồ hơn Tây Y rất nhiều, nhưng có một số nguyên lý cơ bản giống nhau, nếu cơ thể Hứa Bích Hoài thật sự có vấn đề thì máy móc cũng có thể kiểm tra ra được. Lâm Thanh Diện nhìn người áo đen mở miệng nói, tạm thời giữ lại mạng của ông, nếu vợ tôi xảy ra vấn đề gì thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho ông. Người áo đen nghe Lâm Thanh Diện nói thì biết Lâm Thanh Diện muốn làm gì, anh là cao thủ tông sư cảnh, anh không thể nào ngồi chờ chết, cho nên ông ta lập tức vận nội công, lấy ra một viên đan dược trong quần áo ra định bỏ vào miệng. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng cướp viên đan dược trong tay ông ta, có lẽ đây là đan dược có thể tăng sức mạnh. Sau đó Lâm Thanh Diện đánh vào ngực người áo đen kêu lên một tiếng, phun một ngụm máu tươi, lúc ông ta muốn vận nội công thì phát hiện mình lại không có sức lực. Đừng tưởng rằng ông là tông sư cảnh lại có đan dược tăng sức mạng thì có tư cách khiêu chiến với tôi, lúc ấy nếu không phải ông đột nhiên cho vợ tôi uống thuốc độc, tôi đã sớm đánh gãy chân của ông, ép ông giải độc cho vợ tôi rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Người áo đen nghe Lâm Thanh Diện nói xong thì trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, ông ta luôn cho rằng năng lực của Lâm Thanh Diện ngang ngửa với mình, cho dù không đánh lại cũng có cơ hội chạy thoát. Hiện tại xem ra ông ta đã suy nghĩ quá nhiều. Mà Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện nói thì lập tức xấu hổ, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có vẻ ngu ngốc, nếu cô sớm biết rằng Lâm Thanh Diện đã nghĩ cách đối phó, cô sẽ không ngu ngốc nuốt viên đan dược kia. Để tránh cho người áo đen lại làm ra chuyện gì, Lâm Thanh Diện đánh ngất ông ta rồi bỏ vào cốp xe. Sau đó Lâm Thanh Diện lái xe đưa Hứa Bích Hoài về thành phố, sau đó đến bệnh viện tốt nhất Kinh Đô, cho Hứa Bích Hoài kiểm tra toàn bộ. Lúc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài chờ kết quả kiểm tra kết quả thì hai người đầy lo lắng, sợ Hứa Bích Hoài là hồi quang phản chiếu, thật ra chất độc đã ăn mòn cơ thể của cô. Khi Hứa Bích Hoài chờ kết quả, thậm chí đã sắp xếp tất cả mọi chuyện sau khi mình chết, hơn nữa cô dặn dò Lâm Thanh Diện nhất định phải tìm cho Nặc Nặc một người bạn trai tốt, ít nhất trình độ cũng phải ngang ngửa Lâm Thanh Diện, nếu không thì không cho phép con bé lên tiếng. Lâm Thanh Diện nghe Hứa Bích Hoài nói chuyện này thì trong lòng vừa lo lắng vừa buồn cười. Nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng một y tá đi tới nói kết quả kiểm tra đã có, nói bọn họ vào văn phòng của bác sĩ. Hai người đi vào văn phòng của bác sĩ thì nhìn thấy bác sĩ trao mà nhìn một số ảnh chụp và báo cáo trên bàn, trong lòng lập tức lột bột. Hứa Bích Hoài lập tức sợ hãi, cảm thấy vẻ mặt của bác sĩ như thế thì chắc chắn không thể cứu chữa được nữa, thậm chí cô có chút không muốn nghe bác sĩ nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện càng lo lắng, nhưng lúc này anh không thể lùi bước. Cho nên anh bất chấp đi tới trước mặt bác sĩ mở miệng hỏi, bác sĩ, kết quả kiểm tra của vợ tôi thế nào? Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hứa Bích Hoài, vẻ mặt tò mò nói, tôi làm bác sĩ hơn 20 năm, từ trước đến nay chưa thấy qua một người phụ nữ khỏe mạnh như vậy, các hạng mục kiểm tra của cô đều đạt tiêu chuẩn khỏe mạnh nhất, nếu nói một vài hạng mục này đạt tiêu chuẩn cao nhất thì rất bình thường, dù sao con người cũng có ít nhiều bệnh vặt. Nhưng tất cả các hạng mục của cô đều đạt tiêu chuẩn cao nhất, sức khỏe của cô thật sự rất hoàn hảo, không có vấn đề gì cả. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nghe bác sĩ nói xong thì lập tức ngây người. Chương 803, miếng gỗ. Trên đường trở về, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vẫn chưa lấy lại tinh thần, bên tai còn vang vọng những lời nói của bác sĩ. Nếu sức khỏe của cô tiếp tục duy trì như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ bị bệnh, cả đời khỏe mạnh. Tuy rằng những lời bác sĩ nói phải làm cho người ta vui vẻ, nhưng Hứa Bích Hoài vừa uống hai viên thuốc độc, hiện tại cơ thể xuất hiện tình huống này làm cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lâm Thanh Diện, anh nói xem có phải máy móc của bệnh viện này xảy ra vấn đề hay không, hay là chúng tôi đổi qua một bệnh viện khác kiểm tra lại. Hứa Bích Hoài vẫn chút lo lắng nói. Đây là bệnh viện tốt nhất Kinh Đô rồi, thiết bị của bọn họ hiện đại nhất thế giới. Cho dù thiết bị xảy ra vấn đề cũng không thể nào tất cả các thiết bị đồng thời có vấn đề được, nếu kết quả của bọn họ không đáng tin thì kết quả của mấy bệnh viện khác càng không đáng tin. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện này, tôi có cảm giác không quá bình thường, trong khoảng thời gian này em luôn tràn đầy sức lực, không cảm giác mệt mỏi, anh nói xem không lẽ có thứ dơ bẩn gì đó bám lấy em. Hứa Bích Hoài đầy tâm sự nói.
Lâm Thanh Diện lập tức trợn mắt với cô, mở miệng nói, người ta bị thứ dơ bẩn gì đó bám lấy đều mắc bệnh nan y, cả người không có sức lực, nhưng có thứ dơ bẩn gì đó bám lấy em lại tràn đầy sức lực, không có bệnh gì, nói như vậy là có thứ dơ bẩn gì đó bám lấy em rất hiền lành. Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện nói thì biết Lâm Thanh Diện đang chê cười mình nghi ngờ lung tung, cô nghĩ lại cũng cảm thấy sao có thứ dơ bẩn gì đó trên thế giới này được, cô suy nghĩ nhiều quá. Lâm Thanh Diện vừa lái xe vừa nghĩ rốt cuộc vì sao Hứa Bích Hoài xuất hiện tình huống này, một lúc sau, đôi mắt anh lập tức sáng lên, mở miệng nói tôi biết vì sao em lại xuất hiện tình huống này rồi. Vì sao? Hứa Bích Hoài nhanh chóng mở miệng hỏi. Em còn nhớ hôm đó em nằm mơ gặm miếng gỗ nhỏ đen như mực hay không? Hứa Bích Hoài gật đầu. Em có cảm thấy mình trở nên tràn đầy sức lực từ lúc ăn miếng gỗ nhỏ đó hay không? Lâm Thanh Diện lại hỏi. Hứa Bích Hoài cẩn thận suy nghĩ một chút thì phát hiện sau khi mình ăn miếng gỗ nhỏ đó thật sự trở nên tràn đầy sức lực, hơn nữa miêu tả bằng tràn đầy sức lực cũng không đúng lắm. Sau khi cô ăn miếng gỗ nhỏ đó, cô còn bóc lột Lâm Thanh Diện mấy ngày mới có thể giảm bớt đi. Hứa Bích Hoài nghĩ vậy thì không khỏi đỏ mặt. Nếu nói như vậy thì hình như bắt đầu từ ngày đó sắc mặt em luôn hồng hào, cho dù nhất nặc gây ầm ĩ, em cũng không cảm thấy mệt. Ngay từ đầu em còn tưởng rằng bởi vì em và anh ở bên nhau nên trong lòng vui vẻ, vì thế không cảm thấy mệt. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Lời này của cô làm cho Lâm Thanh Diện càng thêm tin tưởng, hiện tại Hứa Bích Hoài xuất hiện tình huống này chắc chắn bởi vì miếng gỗ đen kia. Bởi vì thứ này và hai viên đan dược kia quấn vào nhau, cho nên Lâm Thanh Diện đã quên hỏi sư phụ có biết nguồn gốc của thứ này hay không. Nếu không phải hiện tại Lâm Thanh Diện nhớ tới thì chỉ sợ đã quên mất chuyện miếng gỗ này. Miếng gỗ kia thật sự rất thần kỳ, không nghĩ tới sau khi ăn xong còn có làm cho các loại độc không thể xâm phạm, tuy rằng chúng ta vẫn chưa biết nguồn gốc của miếng gỗ kia là gì, nhưng trước mắt thứ này mang đến kết quả không xấu. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Sau khi Hứa Bích Hoài biết tình huống hiện tại của mình bởi vì miếng gỗ kia thì trong lòng cũng yên tâm không ít, mấy ngày nay lúc cô đặt miếng gỗ ở đầu giường thì cảm thấy miếng gỗ này có chút thần kỳ, không nghĩ tới ăn nó xong còn có thể giải độc, đúng là báu vật hiếm có. Không cần nghĩ lung tung, chỉ cần em không sao là tốt, sau này có cơ hội thì anh sẽ tìm hiểu rõ nguồn gốc của miếng gỗ kia là gì. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài gật đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhà cũ họ Lâm. Một tia ánh sáng trong căn phòng âm u, người áo đen bị trói trên ghế, mặt ông ta cũng lộ ra, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Ở tuổi này có thể đạt tới tông sư cảnh, thiên phú của người này cũng có thể nói là xuất sắc. Bên cạnh ông ta có một cái bàn, lúc này trên bàn đặt nhiều bình nhỏ, một tấm thẻ gỗ và với một xấp giấy. Mấy thứ này được lục soát từ trên người áo đen, bởi vì Lâm Thanh Diện cố ý dặn dò trên người này có rất nhiều thuốc độc. Cho nên Dư Tùng phụ trách lục soát cũng không dám tùy tiện động tới mấy thứ kia, ông ta đặt ở trên bàn chờ Lâm Thanh Diện đến đây xem. Không bao lâu, cửa mở ra, Lâm Thanh Diện đi vào từ bên ngoài. Dư Tùng đi theo bên cạnh anh, sau khi hai người đi vào, cửa lại được đóng lại. Đánh thức ông ta đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Dư Tùng đã chuẩn bị một thùng nước đá bên cạnh, lập tức đổ lên người áo đen. Người áo đen giật mình tỉnh lại, ông ta thấy mình bị trói. Còn Lâm Thanh Diện đứng trước mặt thì trong lòng hoảng loạn, lập tức muốn vận nội công cởi dây thừng, nhưng ông ta phát hiện mình vẫn không thể nào sử dụng sức mạnh trong cơ thể. Hiện tại tôi hỏi ông một số vấn đề, thành thật trả lời, nếu ông không nói thì đừng có trách tôi không khách sáo. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Ông là ai? Người áo đen nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, tôi đã nói với cậu, tôi là bạn của Lôi Uyên Hành. Dư Tùng đứng bên cạnh nghe người áo đen nói xong thì trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó ông ta đi tới trước mặt người áo đen, không nói hai lời lấy con dao găm ở sau lưng rồi đâm thẳng vào đùi người áo đen. Tiếng thét thảm thiết vang lên, giống như giết heo, khuôn mặt người áo đen lập tức kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt xuất hiện đầy tơ máu. Dư Tùng là trưởng môn ẩn sát, mỗi năm đều có hành động ám sát nên có nhiều kinh nghiệm phong phú đối với chuyện thẩm vấn. Đối phương có nói dối hay không thì ông ta liếc mắt một cái đã biết. Hơn nữa ông ta biết rõ thẩm vấn người khác thì nhất định phải làm cho đối phương hiểu được mình không phải chỉ hù dọa bọn họ, đối phương không thành thật thì phải ra tay. Lão đại của chúng tôi hỏi ông là ai, không hỏi bạn ông là ai, trên người ông mang theo nhiều chai lọ như vậy, còn có một thẻ gỗ biết các loại đan dược, có vẻ thân phận không đơn giản, ông mau nói ra đi, nếu không thì tôi sẽ xoay dao găm hai vòng. Dư Tùng đầy khí thế nói. Lâm Thanh Diện nhìn Dư Tùng không hề có dáng vẻ dây dưa dài dòng,
trong lòng cũng có chút bội phục, quả nhiên những chuyện chuyên môn thì để người chuyên môn làm. Người áo đen nhìn ra được Dư Tùng là kẻ tàn nhẫn, hơn nữa vừa rồi Dư Tùng đâm ông ta một nhát thật sự quá đột ngột, cho dù ông ta là cao thủ tông sư cảnh cũng bị dọa tới mức hồn bay phách lạc, cho nên không dám có suy nghĩ đùa giỡn. Tôi là người của Dược Thần Cốc, Dược Thần Cốc đặc biệt chế tạo tấm thẻ gỗ kia cho tôi, mấy người tìm một người của Dược Thần Cốc thì sẽ biết. Người áo đen lập tức trả lời. Lâm Thanh Diện nghe thấy ba chữ Dược Thần Cốc thì có chút tò mò, từ trước đến nay anh chưa từng nghe qua chuyện của Dược Thần Cốc, cũng không biết sốt cuộc Dược Thần Cốc này đang làm gì. Nhưng chỉ nghe tên cũng biết chắc chắn liên quan đến bảo chế đan dược. Dư Tùng ở bên cạnh nghe người áo đen nói thì lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng, mẹ nó, ông vậy mà là người của Dược Thần Cốc. Chương 804, Dược Thần Cốc. Lâm Thanh Diện thấy phản ứng của Dư Tùng, quay đầu qua nhìn ông ta, hỏi, ông biết Dược Thần Cốc này. Dư Tùng gật đầu nói, tôi cũng chỉ là nghe nói qua một số tin đồn liên quan đến Dược Thần Cốc, nói là Dược Thần Cốc này là một vùng đất trời phú có đầy đủ linh khí, ở đây có rất nhiều nguyên liệu thuộc quý hiếm, trong đó có cả những nguyên liệu thuốc hàng trăm, hàng nghìn năm. Một nhóm thầy thuốc có trình độ vô cùng cao đã khai tông lập phái ở đó, nghe nói Dược Thần Cốc này đã được kế thừa mấy trăm năm, bên trong có rất nhiều cao thủ tập hợp lại, hơn nữa người nào cũng tinh thông về luyện thuốc, bởi vì hoàn cảnh địa lý được thiên nhiên ưu ái, cộng với thiên phú trong việc luyện thuốc của bọn họ, thực lực của những người trong Dược Thần Cốc vô cùng mạnh, bởi vì cho dù không có thiên phú bọn họ cũng có thể dựa vào đan dược để nâng cao thực lực của mình. Đan dược ở Dược Thần Cốc được rất nhiều người gọi là thần dược. Có rất nhiều người có bối cảnh thâm sâu đều đi đến Dược Thần Cốc để xin được chữa bệnh, nghe nói chỉ cần có thể lấy ra được thứ mà người trong Dược Thần Cốc xem trọng là có thể đổi lấy đan dược mà mình muốn. Nhưng những chuyện này đều là tin đồn, không ai biết có phải thực sự như vậy không, không ngờ hôm nay thực sự gặp được một người tự xưng đến từ Dược Thần Cốc. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe hết những lời Dư Tùng nói, hình như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ cần từ viên đan dược mà người mặc áo choàng đen cho năm gia tộc lớn để nâng cao sức lực là có thể nhìn ra, cái gọi là Dược Thần Cốc này chắc chắn có thực lực nhất định. Người mặc áo choàng đen nghe thấy những chuyện liên quan đến Dược Thần Cốc mà Dư Tùng kể, trên mặt cũng lộ ra sự đắc ý, rõ ràng là cảm thấy vô cùng tự hào về người của Dược Thần Cốc. Sự lớn mạnh của Dược Thần Cốc của tôi làm sao những tin đồn này có thể miêu tả được, giống như những gia tộc được gọi là gia tộc võ thuật cổ đại. Trong mắt Dược Thần Cốc tôi chính là một đám tôm tép mà thôi. Dư Tùng không nói lời nào trực tiếp tát vào mặt người mặc áo choàng đen một cái, hét lên, cho phép ông nói chuyện sao. Mặc dù tin đồn là Dược Thần Cốc rất lợi hại, nhưng người mặc áo choàng đen này là đối tượng mà Dư Tùng thẩm vấn, nên đánh vẫn phải đánh, nếu không khí thế không còn sẽ rất khó tiếp tục thẩm vấn. Khuôn mặt người đàn ông mặc áo choàng đen tràn đầy sự tức giận, trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải bây giờ mình không thể sử dụng sức mạnh. Sao có thể nhìn sắc mặt nội kình đại thành này chứ? Nội kình đại thành, ở Dược Thần Cốc cũng chỉ làm những việc vặt cho ông ta thôi. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng đen, hỏi, Dược Thần Cốc của các ông đã lợi hại như thế, vậy có cao thủ hóa cảnh không? Hóa cảnh, là cái gì? Người đàn ông mặc áo choàng đen sững sờ, rõ ràng chưa từng nghe thấy chuyện liên quan đến hóa cảnh. Lâm Thanh Diện nhìn phản ứng của người đàn ông mặc áo choàng đen, không khỏi bật cười. Anh cứ nghĩ người của Dược Thần Cốc mạnh như vậy, chắc chắn là một tông phái rất mạnh, nhưng không ngờ tên mặc áo choàng đen này lại không biết đến sự tồn tại của hóa cảnh, điều này cũng có nghĩa là Dược Thần Cốc này chỉ lợi hại hơn những thế gia cô võ một chút thôi. Nhưng bọn họ cũng chỉ nhiều hơn những gia tộc kia về số lượng cao thủ tông sư cảnh. Nhưng không thể phủ nhận đan dược của Dược Thần Cốc này có lẽ thật sự lợi hại, có thể khiến thực lực của một người có thiên phú bình thường chỉ dựa vào đan dược đã có thể nâng cao. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là sự ít ỏi của cao thủ hóa cảnh, một tông phái có hoàn cảnh được thiên nhiên ưu ái lại không biết đến sự tồn tại của hóa cảnh, đủ để thấy hóa cảnh không thể dựa vào bên ngoài để đạt tới. Nói cho tôi biết Dược Thần Cốc của các ông có bao nhiêu vị cao thủ tông sư cảnh. Lâm Thanh Diện nói, cao thủ tông sư cảnh ở Dược Thần Cốc chúng tôi có tổng cộng 21 người, trong có 5 người là đỉnh cấp tông sư, những người giống như tôi thì có 10 người, và 5 người vừa mới tiến vào cảnh giới tông sư không lâu. Cho dù cộng tất cả các cao thủ tông sư của 6 đại thế gia vào cũng không nhiều bằng Dược Thần Cốc của tôi. Người mặc áo choàng đen có chút đắc ý nói. Lâm Thanh Diện và Dư Tùng nghe xong đều âm thầm tặc lưỡi, không ngờ Dược Thần Cốc này lại có nhiều cao thủ tông sư cảnh như vậy, gần như đuổi kịp hơn nửa giới võ đạo ở nước C. Ban đầu Lâm Thanh Diện cứ nghĩ Dược Thần Cốc này rất lợi hại, nhiều nhất có 7-8 vị cao thủ tông sư cảnh, không ngờ lại có đến 21 người,
xem ra có thêm sự hỗ trợ của đan dược, muốn nâng cao thực lực quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Lão đại, dược thần cốc này cũng quá đáng sợ rồi, vậy mà có những hơn 20 vị cao thủ tông sư cảnh, nếu chúng ta bị dược thần cốc nhắm tới, vậy thì toi đời rồi, hay là chúng ta thả người này ra đi. Dư Tùng nhỏ tiếng nói với Lâm Thanh Diện. Người mặc áo choàng đen nhìn thấy Dư Tùng bị tình hình bên trong của dược thần cốc dọa sợ, đôi mắt lập tức đảo quanh, nói tôi khuyên các anh tốt nhất nên thả tôi ra, tôi có thể không tính toán sự nghi ngờ lần trước, chuyện lần cũng xem như là bỏ qua, nếu không, một ngày người của dược thần cốc biết tôi bị các người bắt, còn phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy, bọn họ nhất định sẽ đến tiêu diệt hết nhà họ Lâm nhỏ nhoi của các người. Lâm Thanh Diện cong môi, nhìn người mặc áo choàng đen, hỏi, có thể nói cho tôi biết, phải làm thế nào người của dược thần cốc các ông mới biết được ông bị tôi bắt? Người mặc áo choàng đen sững sờ, lúc trước ông ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ Lâm Thanh Diện hỏi bất ngờ như vậy, ông ta lại không biết phải trả lời như thế nào. Vừa đã nghe đến cái tên dược thần cốc đã biết đó là một nơi tách biệt với thế giới, cách kinh đô hàng ngàn dặm, cho dù tin tức người đàn ông mặc áo choàng đen bị bắt có truyền được đến đó cũng sẽ phải mất đến mấy ngày. Hơn nữa, không có ai biết ông ta bị bắt, lúc Lâm Thanh Diện bắt ông ta là ở một vùng ngoại ô hoang vắng, nơi đó còn là do ông ta tự mình chọn, cho dù người của dược thần cốc biết chắc ông ta đã mất tích, cho dù đến điều tra cũng không thể điều tra ra được Lâm Thanh Diện đã bắt ông ta. Ngay cả việc báo thù cho Lôi Uyên Hành cũng là chuyện riêng của người đàn ông mặc áo đen, trong dược thần cốc không ai biết ông ta đến kinh đô là để giết Lâm Thanh Diện. Trong lòng người đàn ông mặc áo đen đột nhiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng, không ngờ ông ta lại tự đẩy mình vào tình cảnh thê thảm. Lâm Thanh Diện thấy phản ứng của người đàn ông mặc áo choàng đen, đã biết được người của dược thần cốc sẽ không thể biết được người đàn ông mặc áo choàng đen đã rơi vào tay anh, vì vậy anh không có gì phải lo lắng. Thực lực của dược thần cốc các ông quả thực không thể xem thường, nhưng trong mắt tôi cũng không quá đáng sợ, cho dù bọn họ biết được ông rơi vào tay tôi, chẳng qua cũng chỉ là giải quyết một chuyện phiền phức mà thôi. Lâm Thanh Diện hờ hừng nói. Những lời anh nói không phải là ra vẻ, mà là sau khi trải qua trận đấu lần trước, Lâm Thanh Diện hiểu rất rõ thực lực của mình, cộng thêm hai sư phụ đang ở nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện đã hỏi sư phụ rất nhiều chuyện liên quan đến việc giải phóng nội lực, Lâm Thanh Diện có chút cảm động. Thực lực cũng tiến bộ hơn rất nhiều. 21 vị cao thủ tông sư cảnh nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu như Lâm Thanh Diện giao đấu với bọn họ, không phải không có khả năng, ít nhất không đánh lại được, muốn bỏ chạy, không có ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, tất cả các cao thủ tông sư cảnh của dược thần cốc dốc toàn lực đến gây phiền phức cho Lâm Thanh Diện là một chuyện không thể. Ông đến kinh đô chỉ muốn tìm tôi báo thù. Lâm Thanh Diện lại hỏi một vấn đề khác. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo choàng đen lóe lên, nhưng không trả lời câu hỏi của Lâm Thanh Diện. Lúc này, Lâm Thanh Diện mới chú ý đến tờ giấy đang được gấp lại để ở trên bàn, đi đến, mở ra xem. Trên tờ giấy là bức chân dung của một cô gái trông rất xinh đẹp, bên dưới bức chân dung viết một cái tên, Thượng Sam Tinh Vũ. Đồng tử của Lâm Thanh Diện đột nhiên co lại, họ Thượng Sam này chính là họ của gia tộc đảo quốc có ngưng hồn ngọc mà sư phụ đã nói đến kia. Chương 805, giao dịch. Lâm Thanh Diện cầm tờ giấy đưa cho người đàn ông mặc áo choàng đen, nhìn chằm chằm vào anh ta nói, người tên Thượng Sam Tinh Vũ này là ai? Người đàn ông mặc áo choàng đen rõ ràng không muốn nói, Dư Tùng lắc con dao trên đùi ông ta khẽ chuyển động một góc, lưỡi dao xoay tròn trong thịt, cảm đau đớn này đương nhiên không phải có thể tùy tiện chịu đựng, người đàn ông mặc áo choàng đen lại hét lên một tiếng thảm thiết. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, mau rút con dao găm này ra cho tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen có chút tuyệt vọng hét lên. Lúc này Dư Tùng mới dừng tay, nhưng lại không rút con dao kia ra. Trên trán người đàn ông mặc áo choàng đen toàn là mồ hôi, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, sau đó mới nói, người này là người của gia tộc Thượng Sam trên đảo quốc. Gia tộc Thượng Sam chính là người đứng sau đảo quốc, khống chế một nửa nền kinh tế và sức mạnh cường bạo của đảo quốc, trong gia tộc Thượng Sam có đến 6 đời thừa kế nhẫn đạo. Lâm Thanh Diện hỏi. Người đàn ông mặc áo choàng đen gật đầu, người biết sự tồn tại của gia tộc Thượng Sam không ít, vì vậy anh ta cũng không có gì tò mò. Lâm Thanh Diện biết được tình hình của gia tộc Thượng Sam là qua những lời giới thiệu trên tờ giấy mà sư phụ đưa cho anh, gia tộc Thượng Sam này có thể nói là hoàng đế thực sự của đảo quốc, ngay cả người nắm quyền cũng không có gan đi trêu chọc người của gia tộc Thượng Sam. Mà ngưng hồn ngọc đang ở trong tay gia tộc Thượng Sam, lần trước Lâm Thanh Diện đi đảo quốc cùng là muốn giao thiệp với gia tộc Thượng Sam này. Anh không ngờ Thượng Sam Tinh Vũ trong bức tranh này lại là người của gia tộc Thượng Sam mà anh đang muốn tìm kiếm.
Tại sao trên người ông lại mang theo bức chân dung của người này? Trong lòng Lâm Thanh Diện tràn đầy sự nghi ngờ, không biết người của Dược Thần Cốc và gia tộc Thượng Sam sao lại quen biết nhau. Người đàn ông mặc áo choàng đen biết nếu như mình không nói chắc chắn sẽ bị tra tấn, vì vậy bất lực nói, thực ra lần này tôi rời khỏi Dược Thần Cốc, nhiệm vụ chủ yếu là gặp mặt với Thượng Sam Tinh Vũ này, mang theo bức chân dung của cô ấy là vì để thuận tiện cho việc xác định thân phận, đến kinh đô báo thù cho Lôi Uyên Hành chỉ là mục đích thứ hai. Gia tộc Thượng Sam có một giao dịch với Dược Thần Cốc của chúng tôi, Thượng Sam Tinh Vũ này là người mà gia tộc Thượng Sam phái đến để làm cầu nối với chúng tôi, nhiệm vụ của tôi là sau khi gặp cô ấy, sẽ dẫn cô ấy về Dược Thần Cốc, hoàn thành cuộc giao dịch lần này. Giao dịch gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Cái này tôi thực sự không biết, nội dung của giao dịch này chỉ có đại trưởng lão biết, theo những lời đại trưởng lão nói, đây là chuyện của một mình ông ấy và gia tộc Thượng Sam, ngay cả cốc chủ cũng không biết, lúc tôi rời khỏi, đại trưởng lão còn đặc biệt dặn dò tôi không được nói chuyện này ra. Người đàn ông mặc áo choàng đen vội vàng nói. Lâm Thanh Diện và Dư Tùng nhìn nhau, rõ ràng đều có chút không tin những lời anh ta nói, Dư Tùng lập tức dùng thủ đoạn tra tấn người đàn ông mặc áo đen kia một trận. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen kia vẫn nói mình thật sự không biết, lúc này hai người mới tin lời ông ta nói. Sau đó Lâm Thanh Diện lại hỏi người đàn ông mặc áo choàng đen lúc nào sẽ đi gặp Thượng Sam Tinh Vũ, và vị trí của Dược Thần Cốc. Lâm Thanh Diện vốn dĩ không có ý định động đến Dược Thần Cốc, dù sao nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, không có ai biết anh đã bắt được người mặc áo choàng đen, chuyện này chỉ cần đè xuống, sau này giữa anh và Dược Thần Cốc cũng sẽ không có bất kỳ sự liên quan nào. Nhưng Dược Thần Cốc lại có quan hệ với gia tộc Thượng Sam, điều này khiến Lâm Thanh Diện không thể không suy nghĩ đến chuyện giữa gia tộc Thượng Sam và Dược Thần Cốc có ảnh hưởng đến việc anh lấy được ngưng hồn ngọc từ gia tộc Thượng Sam không. Để an toàn, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình nhất định phải điều tra rõ ràng gia tộc Thượng Sam và Dược Thần Cốc có giao dịch gì, anh chưa chắc đã tìm được cơ hội bắt gia tộc Thượng Sam trực tiếp giao ngưng hồn ngọc ra. Ngưng hồn ngọc là một bảo vật quý hiếm, người của gia tộc Thượng Sam không phải là những kẻ ngốc, không phải là Lâm Thanh Diện muốn là bọn họ sẽ đưa cho anh, vì vậy Lâm Thanh Diện phải chuẩn bị một chút. Anh cũng định thông qua Thượng Sam Tinh Vũ này để tìm hiểu một chút về gia tộc Thượng Sam. Mà giải pháp đầu tiên chính là Lâm Thanh Diện sẽ thay người đàn ông mặc áo choàng đen đi gặp Thượng Sam Thanh Vũ, xem có thể thu được cái gì từ miệng của Thượng Sam Tinh Vũ không, nếu như không được vậy thì anh phải nghĩ cách khác. Sau khi hỏi rõ ràng một số chuyện, Lâm Thanh Diện lại lấy hai viên đan dược lấy từ chỗ sư phụ Thiên Long và mảnh gỗ màu đen đưa cho người đàn ông mặc áo choàng đen, hỏi anh ta có biết là gì không. Lúc nhìn thấy hai viên đan dược kia, người đàn ông mặc áo choàng đen ngạc nhiên hét lên một tiếng. Hỏi tại sao Lâm Thanh Diện lại có viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ đến vậy, Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi đan dược cấp bậc hoàn mỹ là gì. Người đàn ông mặc áo choàng đen nói hiệu ứng màu sắc đạt đến đỉnh cao, tiến gần đến đan dược hoàn mỹ. Loại đan dược này không gây ra tác dụng phụ, cũng có hiệu quả mạnh nhất trong những việc đan dược cùng loại. Lâm Thanh Diện không ngờ hai viên đan dược này lại lợi hại như vậy, đã đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, xem ra lúc đó Đại sư Thiên Long không lừa anh. Phương pháp bí mật tuy mạnh, nhưng sau khi sử dụng sẽ khiến người luyện suy nhược, Lâm Thanh Diện hôn mê tận 7 ngày, nhược điểm rất lớn, mà loại đan dược này không có tác dụng phụ, chắc chắn chính là bảo vật mạnh nhất. Sau khi cất đan dược đi, Lâm Thanh Diện lại hỏi về mảnh gỗ màu đen kia, người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra được mảnh gỗ màu đen kia rốt cuộc được làm bằng cái gì, chỉ cảm thấy nó đặc biệt, nói không chừng cốc chủ của bọn họ sẽ biết mảnh gỗ này là cái gì. Lâm Thanh Diện bất lực. Chỉ có thể từ bỏ, ngay cả người của Dược Thần Cốc còn không nhìn ra được mảnh gỗ này được làm bằng cái gì, chỉ có thể nói lai lịch của mảnh gỗ này không hề tầm thường. Nếu như có cơ hội, Lâm Thanh Diện thực sự muốn đi tìm cốc chủ của Dược Thần Cốc hỏi xem. Anh không lo lắng người của Dược Thần Cốc sẽ gây phiền phức cho anh ta, dù sao người của Dược Thần Cốc cũng không biết anh ta đã bắt được người đàn ông mặc áo choàng đen. Sau khi thẩm vấn xong, Lâm Thanh Diện kêu Dư Tùng nhốt người đàn ông mặc áo choàng đen lại. Người này đi ra từ Dược Thần Cốc, chắc chắn rất có kinh nghiệm với việc luyện thuốc nếu như có thể học được một ít kiến thức luyện thuốc từ anh ta, cũng là một chuyện tốt. Mà người đàn ông mặc áo choàng đen này cố tình mưu hại Hứa Bích Hoài, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không bỏ qua cho anh ta, vì vậy cả đời này anh ta muốn quay lại Dược Thần Cốc là một chuyện không có khả năng. Nửa tháng sau, Lâm Thanh Diện lại giao tất cả mọi chuyện của nhà họ Lâm cho Tô Thành Hải xử lý. Hơn nữa còn dặn dò hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân lúc nào cũng phải bảo vệ an toàn cho hai mẹ con Hứa Bích Hoài. Sau khi chia tay Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc,
rời khỏi kinh đô, đi đến nơi mà người đàn ông mặc áo choàng đen nói để gặp mặt Thượng Sam Tinh Vũ. Lần này rời đi, lần sau lại quay lại chính là lúc tìm được Ngưng Hồn Ngọc. Một trấn nhỏ ở phía nam. Trong một căn nhà có chút đổ nát dưới chân núi, Lâm Thanh Diện đang ngồi trên mấy viên gạch, cẩn thận lĩnh hội sức mạnh trong cơ thể, suy nghĩ làm sao mới có thể đột phá đến trình độ huyền kình viên mãn. Nếu như anh đoán không sai, đột phá đến huyền kình viên mãn có lẽ có thể phóng ra bên ngoài huyền kình. Anh đến chỗ này từ tối qua, theo những gì mà người đàn ông mặc áo choàng đen nói, hôm nay chính là ngày gặp mặt người của gia tộc Thượng Sam. Trong lúc Lâm Thanh Diện đang tập trung suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó có hai bóng người đi vào căn nhà mà Lâm Thanh Diện đang ở. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái và một ông già đi vào. Chỉ thấy cô gái thanh cao thoát tục, lông mày như tranh vẽ, dáng vẻ rất đẹp, phong tình vạn trùng, sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng nhìn đến mức có chút sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 806, Thượng Sam Tinh Vũ. Cô gái giống như tiên nữ dáng trần này chính là Thượng Sam Tinh Vũ trên bức chân dung trong tay của Lâm Thanh Diện. Chỉ là bức chân dung chỉ thể hiện được một phần nghìn vẻ đẹp của Thượng Sam Tinh Vũ, thậm chí còn không được như thế, đến mức sau khi nhìn thấy người thật Lâm Thanh Diện đã lập tức ngẩn ngơ. Lâm Thanh Diện đã tiếp xúc với rất nhiều mỹ nữ, nhưng vẻ đẹp của Thượng Sam Tinh Vũ vẫn khiến Lâm Thanh Diện sinh ra cảm giác từng trải rất mạnh, sinh ra một loại cảm giác người phụ này có lẽ chỉ có ở trên trời. Nhưng, rất nhanh anh đã thu lại ánh mắt này của mình, dù sao anh cũng là người đã làm ba. Hơn nữa trong lòng anh chỉ có một mình Hứa Bích Hoài, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp chỉ là thêm một chút ngưỡng mộ mà thôi. Sau khi Thượng Sam Tinh Vũ và ông lão kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, đặc biệt là ánh mắt của Lâm Thanh Diện lúc nhìn Thượng Sam Tinh Vũ khiến Thượng Sam Tinh Vũ hơi cau mày. Anh là người của Dược Thần Cốc, Thượng Sam Tinh Vũ dùng tiếng Trung một cách lưu loát hỏi một câu. Lâm Thanh Diện đứng lên, gật đầu với cô ta. Cô chủ! Người này rất có khả năng là kẻ giả mạo, trước đây Dược Thần Cốc đã nói với chúng ta sẽ phái một cao thủ tông sư cảnh đến, tên tiểu tử này trông có vẻ bằng tuổi cô, không thể là cao thủ tông sư cảnh. Ông già đứng bên cạnh Thượng Sam Tinh Vũ nói. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thượng Sam Tinh Vũ lộ ra một chút cảnh giác, cảm thấy Lâm Thanh Diện thực sự rất có khả năng là kẻ mạo danh. Lâm Thanh Diện thấy hai người không tin mình, lập tức giải phóng khí thế trên người mình, sau đó đi đến bên cạnh tường, đấm một phát. Trên bức tường kia xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm tay. Bây giờ có thể tin chưa? Thượng Sam Tinh Vũ và ông lão kia vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một màn này, khí thế mà Lâm Thanh Diện thể hiện lúc nãy quả thực chỉ có một cao thủ tông sư cảnh mới có, ông lão kia là một cao thủ tông sư cảnh, đương nhiên sẽ không cảm nhận sai. Rõ ràng cậu chỉ bằng tuổi của cô chủ nhà chúng tôi, tại sao lại có thực lực mạnh như vậy, cho dù là thiên tài, sợ là cũng không thể đạt được thực sự của tông sư cảnh ở độ tuổi trẻ như cậu. Ông già có chút khó tin nói. Lâm Thanh Diện cười nói, Dược Thần Cốc của tôi dựa vào luyện đan mà lớn mạnh, muốn dùng đan dược để nâng cao thực lực, chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, vì vậy tôi đạt được tông sư cảnh ở độ tuổi này, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đã muốn giả mạo là người của Dược Thần Cốc, đương nhiên phải giả cho giống. Hai người nghe thấy vậy cảm thấy có chút đạo lý, sự nghi ngờ với Lâm Thanh Diện cũng giảm đi không ít. Dược Thần Cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc nãy là chúng tôi thất lễ, mong công tử có thể lượng thứ. Thượng Sam Tinh Vũ rất lịch sự hành lễ với Lâm Thanh Diện. Nghe thấy cách gọi công tử này, Lâm Thanh Diện đột nhiên có một cảm giác xuyên không, nhưng nghĩ đến cô ta là người của đảo quốc, có thể vẫn chưa quen với cách xưng hô ở thành phố C. Lâm Thanh Diện cười nói, khách khí rồi, đã gặp mặt nhau vậy chúng ta mau lên đường đi đến Dược Thần Cốc thôi, như vậy hai người sẽ nhanh chóng hoàn thành giao dịch với trưởng lão của chúng tôi. Nói xong. Lâm Thanh Diện muốn đi ra bên ngoài, lúc này ông già kia lại đảo mắt, sau khi nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói tiểu huynh đệ, không cần phải đi vội như vậy, không biết chúng tôi có thể nhìn thấy hàng mẫu đan dược mà chúng tôi cần trước không, sau khi nhìn thấy đi cũng không muộn. Lâm Thanh Diện đột nhiên sững sờ, người đàn ông mặc áo choàng đen kia chưa từng nói gia tộc Thượng Sam muốn đan dược gì, cũng không nhắc đến hàng mẫu gì, bây giờ ông già kia lại đòi Lâm Thanh Diện, đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể lấy ra được. Trong lòng anh cảm thấy chắc chắn là người đàn ông mặc áo choàng đen kia cố ý, bây giờ anh chỉ muốn lập tức gọi điện cho Dư Tùng, kêu Dư Tùng đâm lên người đàn ông mặc áo choàng đen kia mấy nhát dao. Ha ha, hàng mẫu tạm thời tôi không mang theo bên người,
đợi đi vào trong cốc xem cũng chưa muộn. Lâm Thanh Diện có chút ngượng ngùng nói. Ông già lập tức kéo cánh tay của Thượng Sam Tinh Vũ, kéo cô ta về phía sau, nói anh không phải là người mà Dược Thần Cốc phái đến để gặp chúng tôi, thứ chúng tôi cần không phải là đan dược, anh lấy đâu ra hàng mẫu. Lâm Thanh Diện lập tức chửi thầm trong lòng, không ngờ không phải người đàn ông mặc áo choàng đen lừa anh mà là ông già này lừa anh. Anh cứ nghĩ là có thể dùng thân phận của người mặc áo choàng đen kia đi đến Dược Thần Cốc, nhân cơ hội moi được một ít tin tức từ chỗ của hai người này, không ngờ vừa bắt đầu đã bị lộ. Xem ra anh thật sự không hợp với diễn xuất. Thượng Sam Tinh Vũ cau mày nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, rốt cuộc anh là ai, tại sao phải giả làm người của Dược Thần Cốc, người mà Dược Thần Cốc phái đến đang ở đâu? Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, trong lòng thầm nghĩ dù sao mình cũng bị lộ rồi, không cần phải giả vờ nữa, trực tiếp ngửa bài. Đã bị các người nhìn ra, vậy tôi cũng nói thẳng luôn, người của Dược Thần Cốc kia muốn giết tôi, nhưng lại bị tôi bắt được, tôi hỏi được chuyện giữa các người từ chỗ của anh ta. Bởi vì tôi cũng có chút tò mò với Dược Thần Cốc, nên muốn đi cùng các người có thể yên tâm, tôi không hề có ác ý. Lâm Thanh Diện nói. Ông già lạnh lùng hừ một tiếng với Lâm Thanh Diện, nói, ai biết được cậu có nói thật không, cô chủ, chúng ta mau đi thôi, đề phòng có bẫy. Nói xong, ông già muốn dẫn theo Thượng Sam Tinh Vũ rời khỏi đây. Lâm Thanh Diện lắc đầu, trong nháy mắt đã đi đến cửa, chặn hai người kia lại. Nếu như tôi thật sự có mưu đồ gây rắc rối cho hai người, vậy thì lúc hai người đi vào hai người đã trở thành hai thi thể rồi, tôi không muốn kết thù với hai người, chỉ đơn thuần có hứng thú với Dược Thần Cốc kia thôi. Đương nhiên, anh còn hứng thú với giao dịch giữa gia tộc Thượng Sam và Dược Thần Cốc, nhưng lại không nói ra. Nói dối mà không biết ngượng mồm, dựa vào một tên tiểu tử như cậu cũng muốn uy hiếp chúng tôi, đừng tưởng là cậu đã đạt đến tông sư cảnh là có thể lớn tiếng nói càn. Trong mắt của ông lão, Lâm Thanh Diện cho dù ở tuổi này đã đạt đến tông sư cảnh, chắc chắn cũng chỉ mới bước vào tông sư cảnh không lâu, ông ta muốn đối phó với Lâm Thanh Diện có lẽ không phải là chuyện khó. Vì vậy sau khi thấy Lâm Thanh Diện đang chặn bọn họ lại, ông ta không nói hai lời đã ra tay với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện có chút bất lực, nhìn ông lão đang động thủ, chỉ có thể thờ ơ nói, vốn dĩ không muốn làm tổn hại đến hòa khí, nếu như ông đã muốn ra tay vậy thì tôi cũng chỉ có thể không khách khí nữa. 5 phút sau, Thượng Sam Tinh Vũ nhìn thấy ông lão bị Lâm Thanh Diện đánh ngã xuống đất không thể đứng dậy được, khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, bất giác lùi về phía sau mấy bước. Thực lực của ông lão này tuy không phải là người mạnh mất nhưng cũng là một cao thủ mà người người ngưỡng mộ, không ngờ ông ta ba hạ gạt hai đã bị Lâm Thanh Diện đánh bại, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Lâm Thanh Diện quay đầu lại cười với cô nói, cô yên tâm, tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Cứ để hai người đi như vậy không hề thích hợp, hai người muốn đi đến Dược Thần Cốc tố cáo tôi, vậy thì sẽ không được hay. Thượng Sam Tinh Vũ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, tạm thời có chút dở khóc dở cười, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Thanh Diện, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện nói không sai, nếu như Lâm Thanh Diện thực sự muốn giết bọn họ, có lẽ bọn họ đã chết rồi. Ông lão bị Lâm Thanh Diện đè trên mặt đất vô cùng ngạc nhiên, thực lực mà chàng trai trẻ này thể hiện. Chỉ sợ đã đuổi kịp gia chủ ở trạng thái tốt nhất. Nhưng so sánh với gia chủ khi ở trạng thái tốt nhất, tên tiểu tử này còn kém hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, ông lão không khỏi rùng mình, dường như nhớ lại chuyện đáng sợ gì đó. Chương 807, lén lén lút lút. Công tử, tôi tin tưởng là anh không có ác ý, mong anh thả ông ấy ra trước đi. Thượng Sam Tinh Vũ nói với Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện buông lỏng lão già ra. Mở miệng nói, tôi tin là các người cũng đã hiểu rõ được tình cảnh hiện tại, chỉ cần các người phối hợp thì tôi sẽ không làm gì các người đâu, nhưng nếu như các người không biết tốt xấu thì cũng đừng có trách tôi không khách khí. Đã không thể diễn kịch được rồi, vậy thì Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể cứng rắn. Lão già biết rõ lời nói này của Lâm Thanh Diện không phải là nói chơi, cho nên sau khi đứng dậy rồi thì cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cho dù là chúng tôi đồng ý dẫn cậu đi đến Dược Thần Cốc, đến Dược Thần Cốc rồi cậu có cảm thấy là cậu có cơ hội trà trộn vào đó không? Chẳng lẽ là người của Dược Thần Cốc sẽ không nhìn ra cậu là giả mạo được à? Lão già khinh thường nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, cái này cũng không cần ông phải quan tâm đâu, chờ đến Dược Thần Cốc rồi thì tôi tự có cách đối phó. Lão già hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đã như vậy rồi thì tôi sẽ ngầm thừa nhận là các người đồng ý đi đến Dược Thần Cốc cùng với tôi. Đơn giản là bởi vì thấy hứng thú cho nên mới đi cùng với các người, chỉ là thuận tiện trà trộn vào trong đó,
về phần giao dịch của các người tôi cũng sẽ không can thiệp vào đâu, chỉ hy vọng là chúng ta có thể hòa bình với nhau trên đường đi. Sẵn đây tôi cũng hỏi thêm một câu nữa, giữa các người với Dược Thần Cốc là có giao dịch gì vậy? Tôi không can thiệp vào, nhưng mà hỏi một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha. Lúc này Thượng Sam Tinh Vũ muốn mở miệng nói chuyện, lão già thấy thế thì lập tức ngăn cản cô ta lại, mở miệng nói, thật ngại quá, cái này liên quan đến bí mật của gia tộc Thượng Sam, tha thứ cho tôi không thể trả lời được. Nghe thấy lời nói của lão già, Lâm Thanh Diện cũng chỉ cười cười. Mặc dù là bọn họ không nói, trong lòng của Lâm Thanh Diện lại càng thấy tò mò hơn, nhưng mà bây giờ anh cũng không thể nào buộc hai người bọn họ nói ra. Dù sao thì cũng còn nhiều cơ hội, không cần phải vội vàng trong lúc nhất thời. Cũng không kéo dài nữa, sau khi đã định rồi thì ba người liền cùng nhau lên đường đi về phương hướng của Dược Thần Cốc. Theo như lời của người áo choàng đen đã nói, Dược Thần Cốc ở một dãy núi khá xa ở phía nam, bọn họ cần phải vượt qua cái trấn nhỏ này đến ngoại ô bên cạnh, vượt qua rất nhiều ngọn núi lớn, xuyên qua rừng cây rậm rạp mới có thể đến vị trí của Dược Thần Cốc. Cũng may là thực lực của ba người bọn họ đều không kém, chút lộ trình đó đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Thông qua cuộc trò chuyện, Lâm Thanh Diện biết được Thượng Sam Tinh Vũ đã có thực lực nội kình đại thành, dựa theo cách nói của Đào Quốc là đã đạt đến trình độ nhẫn đạo đại thành. Loại thực lực này đối với một cô gái mà nói là khá lợi hại lắm rồi, tài năng của cô ta mạnh hơn Giang Thu Nguyệt rất nhiều. Với lại cho dù là lời nói hay cử chỉ, động tác hay thần thái thì Thượng Sam Tinh Vũ đều tương đối dịu dàng, nhìn qua giống như là kiểu tiểu thư khuê các, hoàn toàn tương xứng với dung mạo của cô ta. Không thể nhìn ra được cô ta chính là một cao thủ có thực lực nội kình đại thành. Đương nhiên hiện tại nội kình đại thành ở trong mắt của Lâm Thanh Diện cũng không có sự khác biệt quá lớn đối với những người bình thường, cho nên anh hoàn toàn có thể xem Thượng Sam Tinh Vũ như là một cô gái yếu đuối mà đối xử. Trên đường đi, Lâm Thanh Diện với Thượng Sam Tinh Vũ nói chuyện với nhau cũng tương đối hợp, Lâm Thanh Diện vẫn muốn thừa cơ hỏi ra được giao dịch giữa gia tộc Thượng Sam cùng với Dược Thần Cốc là cái gì từ trong miệng của Thượng Sam Tinh Vũ. Nhưng mà lần nào cũng sẽ bị lão già đó đánh gãy, ông ta còn cảnh cáo Thượng Sam Tinh Vũ ít nói chuyện với Lâm Thanh Diện lại đi. Mỗi lần đến lúc này thì Thượng Sam Tinh Vũ đều có một loại cảm giác vô cùng mất mát, cái này khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, giống như là Thượng Sam Tinh Vũ đang cất giấu tâm sự gì đó. Lão già đi theo với Thượng Sam Tinh Vũ tên là Thượng Sam Hùng Tề, cũng xem như là chú của Thượng Sam Tinh Vũ, lần này đặc biệt hộ tống Thượng Sam Tinh Vũ mà đến đây. Nhưng mà thông qua quan sát, Lâm Thanh Diện phát hiện mối quan hệ giữa Thượng Sam Tinh Vũ với Thượng Sam Hùng Tề cũng không thân thiết là bao, hình như còn rất xa cách, cứ làm như là nếu không phải bởi vì muốn đi Dược Thần Cốc thì hai người bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tiếp xúc gì. Hơn nữa mỗi lần Thượng Sam Hùng Tề ngăn cản Thượng Sam Tinh Vũ cũng không phải là trưởng bối quát lớn, mà là mệnh lệnh, vừa lạnh lùng lại vừa vô tình. Đối với mối quan hệ trong gia tộc như thế này thì Lâm Thanh Diện cũng không lạ lẫm gì. Năm đó mẹ của anh cũng đối xử với anh như vậy, một người chú đối xử với con cháu như thế cũng không có chuyện gì kỳ quái. Bôn ba cả một đường, đổi đi đổi lại phương thức đi đường, rốt cuộc ba người cũng đã đến ngọn núi nơi mà Dược Thần Cốc tọa lạc. Bọn họ chỉ cần leo qua vài ngọn núi nữa là có thể nhìn thấy Dược Thần Cốc rồi. Dọc theo con đường, làm Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút kỳ lạ, cách một đoạn thời gian thì Thượng Sam Hùng Tề sẽ lấy cớ đi vệ sinh mà rời đi một hồi. Lúc đầu thì đây cũng là chuyện bình thường, nhưng mà tần suất đi vệ sinh của Thượng Sam Hùng Tề cũng quá ổn định rồi, trên cơ bản là 6 tiếng đồng hồ sẽ đi một lần. Nhưng tiếp tục nhìn như vậy thì có vẻ ông ta hơi không bình thường. Trước khi bắt đầu leo núi, Thượng Sam Hùng Tề lại đưa ra đề nghị mình muốn đi vệ sinh một lần nữa, sau đó đi sâu vào trong một cái rừng cây. Lâm Thanh Diện thấy vậy thì lập tức nói ngay, để tôi đi với ông. Thượng Sam Hùng Tề không cần phải suy nghĩ gì liền từ chối ngay, thật ngại quá, tôi không có thói quen đi cùng với người khác. Lâm Thanh Diện như có điều suy nghĩ, cười cười nói, vậy ông đi đi, tôi đi ở chỗ khác. Lúc này Thượng Sam Hùng Tề mới đi khỏi, Lâm Thanh Diện cũng giả vờ như là đi về phía một hướng khác. Đi ra ngoài không bao xa, Lâm Thanh Diện liền nhanh chóng đi vòng qua Thượng Sam Tinh Vũ đi theo hướng của Thượng Sam Hùng Tề, anh đã học được kỹ xảo ẩn nấp từ chỗ của Dư Tùng. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, Thượng Sam Hùng Tề căn bản sẽ không phát hiện ra Lâm Thanh Diện đang theo dõi ông ta. Đi về phía trước một khoảng cách gần 1.000 mét, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Thượng Sam Hùng Tề đang dừng lại phía sau một bụi cỏ cao vút, sau đó cả người liền giấu vào trong bụi cỏ. Lâm Thanh Diện vô cùng tò mò, mỗi lần Thượng Sam Hùng Tề rời đi là đang làm cái gì,
nếu như mà nói lần nào ông ta cũng thật sự đi nhà vệ sinh, vậy thì có đánh chết Lâm Thanh Diện cũng không tin đâu. Anh lặng lẽ không tiếng động trèo lên trên một cái cây, từ ở trên cái cây này vừa vặn có thể nhìn thấy được vị trí ở đằng sau bụi cỏ. Sau khi Lâm Thanh Diện leo lên trên đọt cây, nhìn thấy Thượng Sam Hùng Tề đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trước mặt là một dụng cụ hình tròn, ở trong dụng cụ đó chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Dựa vào kinh nghiệm của Lâm Thanh Diện, chất lỏng màu đỏ này 89 phần 10 chính là máu. Chỉ nhìn thấy Thượng Sam Hùng Tề đang lầm bầm cái gì đó, bởi vì khoảng cách quá xa nên Lâm Thanh Diện cũng không biết là ông ta đang niệm cái gì, trông có vẻ như là đang niệm chú. Niệm một hồi lâu, Thượng Sam Hùng Tề mới cầm cái dụng cụ đó lên, sau đó bái một cái giữa không trung, sau đó lại uống hết chất lỏng ở trong dụng cụ vào. Lâm Thanh Diện nhìn thấy cảnh này thì trong lòng lập tức trầm xuống, mặc dù là anh không biết Thượng Sam Hùng Tề đang làm cái gì, nhưng mà chỉ dựa vào tư thế thì cũng biết được ông ta đang thực hiện một loại tà pháp nào đó, hoặc là đang luyện một loại tà công nào đó. Trước không nói tới cái này có phải là thật hay không, bởi vì Thượng Sam Hùng Tề có thể làm ra loại chuyện này, vậy đã chứng minh được ông ta căn bản cũng không phải là loại người tốt gì. Nếu như mà lúc nãy thứ mà Thượng Sam Hùng Tề uống chính là máu người, vậy thì chuyện này còn ác liệt hơn. Lâm Thanh Diện có làm như thế nào cũng không nghĩ đến người của gia tộc Thượng Sam còn có loại đam mê này. Anh trực tiếp nhảy xuống từ trên cây, muốn đi tìm Thượng Sam Hùng Tề hỏi cho ra lẽ. Trong nháy mắt anh nhảy xuống, Thượng Sam Hùng Tề đã nhận ra được tình hình không thích hợp, nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn thấy bộ dạng của Thượng Sam Hùng Tề, ở trong lòng lại lộp bộp một trận. Chỉ nhìn thấy hai mắt của Thượng Sam Hùng Tề đã biến thành màu đen, ở xung quanh khóe mắt xuất hiện đầy mạch máu màu đen lít nha lít nhít, nhìn giống như là tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ kinh khủng. Chương 808, tội ác của gia tộc Thượng Sam. Không phải là tôi đã nói không cho cậu đi theo rồi à? Sau khi Thượng Sam Hùng Tề nhìn thấy người đến là Lâm Thanh Diệt, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm dữ tợn, rất là phẫn nộ. Hình như là ông ta muốn khôi phục bộ dáng hiện tại của mình trở về lúc nãy, đáng tiếc là chuyện đột ngột xảy ra, ông ta muốn cưỡng ép thu hồi lại là chuyện không thể nào, huống hồ chi Lâm Thanh Diện cũng đã thấy bộ dạng hiện tại của ông ta. Ban đầu tôi còn nghĩ là gia tộc Thượng Sam của các người là danh môn chính tộc, cho nên không muốn trở mặt với các người, lại không ngờ rằng các người lại tu luyện loại tà công này trong âm thầm, thứ mà lúc nãy ông uống là máu người. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Hùng Tề chất vấn. Thượng Sam Hùng Tề hừ lạnh một tiếng, tôi có uống cái gì cũng không liên quan gì tới cậu, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đứng đây mà xen vào chuyện của người khác, nếu không thì đừng có trách tôi không khách khí. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, lúc đầu Lâm Thanh Diện cảm thấy ngưng hồn ngọc ở trong tay của gia tộc Thượng Sam, anh cưỡng ép đoạt đi cũng không phải là chuyện hay, cho nên anh muốn thông qua giao dịch lần này để xem có thể làm rõ thứ mà gia tộc Thượng Sam đang cần là cái gì, đến lúc đó anh cũng có thể đàm phán giao dịch với nhau. Nếu như mà có thể trực tiếp tìm được thứ mà gia tộc Thượng Sam đang cần, vậy thì trao đổi như thế này không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Thượng Sam Hùng Tề tu luyện tà công, cộng thêm biểu hiện của Thượng Sam Hùng Tề trên đường đi lại không bình thường, Lâm Thanh Diện không thể không hoài nghi giao dịch giữa gia tộc Thượng Sam với Dược Thần Cốc cũng chính là chuyện ác không thể lọt ra ngoài ánh sáng, nếu thật sự là như vậy thế thì anh cũng không cần thiết phải khách khí với gia tộc Thượng Sam làm gì. Giao dịch lần này của các người với Dược Thần Cốc sẽ không phải có liên quan đến loại tà pháp này đó chứ, cho nên mới không muốn để cho tôi biết. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Hùng Tề rồi hỏi một câu. Thượng Sam Hùng Tề đảo đảo trong mắt, giống như là bị vạch trần bí mật, tức giận thở hổn hển nói với Lâm Thanh Diện, thằng nhóc, lúc đầu cậu có thể bình yên đến Dược Thần Cốc với chúng tôi, nhưng mà cậu nhất định phải tự tìm phiền phức, nếu như cậu đã muốn chết rồi thì cũng không thể oán trách tôi được. Nói xong, Thượng Sam Hùng Tề trực tiếp lao về phía của Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không trở lại chỗ thương lượng. Lâm Thanh Diện nhìn thấy vậy thì cũng chỉ cười lạnh một tiếng, bộ dạng hiện tại của Thượng Sam Hùng Tề mặc dù trông có vẻ kinh khủng, nhưng mà cũng không chứng minh được ông ta sẽ thật sự biến thành tà ma gì đó. Theo như suy đoán của Lâm Thanh Diện, thứ mà ông ta đang tu luyện chắc có lẽ chỉ là phương pháp nâng cao thể lực có hơi máu me rùng rợn, biến thành cái dạng này là bởi vì thân thể không phù hợp với loại phương pháp tu luyện này, xảy ra một vài biến dị. Ông ta cũng không có khả năng bởi vì bộ dạng trở nên kinh khủng mà thực lực từ tông sư cảnh tăng đến hóa cảnh, nếu không thì chỉ sợ gia tộc Thượng Sam đã sớm trở thành gia tộc có sức mạnh khủng bố nhất trên thế giới. Đảo quốc cũng không có lịch sử truyền kỳ như là nước C, võ giả ở nước C có thể dựa vào đan dược, dựa vào biện pháp để tăng thực lực,
còn cao thủ đảo quốc muốn tăng thực lực chỉ sợ là cũng chỉ có mấy loại dị hợm này. Trong nháy mắt Thượng Sam Hùng Tề lao đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cũng bùng phát sức lực, trực tiếp đối đầu với Thượng Sam Hùng Tề. Không thể không nói, hiện tại sức lực khủng bố ở trên người của Thượng Sam Hùng Tề ngay cả Lâm Thanh Diện cũng hơi bối rối, sau khi hai người va chạm với nhau thì Lâm Thanh Diện cũng bị buộc không thể không lui ra phía sau mười mấy mét. So sánh với thực lực trước đó đã giao hữu với Lâm Thanh Diện ở trong trấn nhỏ, hiện tại sức lực của Thượng Sam Hùng Tề đã tăng lên gấp nhiều lần. Thấy Lâm Thanh Diện bị mình đánh lùi, trên mặt của Thượng Sam Hùng Tề lộ ra một nụ cười hung tàn, mở miệng nói, thằng nhóc, tôi đang ở trong trạng thái này thì có sức lực vô địch, cậu còn muốn thắng tôi đó à, đó là chuyện không thể nào. Lâm Thanh Diện cũng cười theo, nói, ai nói cho ông biết lúc nãy chính là toàn bộ sức lực của tôi cũng chỉ muốn thăm dò thực lực hiện tại của ông mà thôi. Vừa mới nói xong, khí thế trên người của Lâm Thanh Diện đột nhiên bộc phát, không kém gì dưới trạng thái tà ác của Thượng Sam Hùng Tề. Thượng Sam Hùng Tề cũng cả kinh, không ngờ đến là thực lực của Lâm Thanh Diện lại có thể đạt đến tình trạng kinh khủng như thế này, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét rất rõ ràng. Ông ta cần phải tu luyện loại biện pháp ghê tởm này mới có thể làm cho thực lực của mình đạt đến trình độ như thế này, mà thằng nhóc trước mắt còn trẻ như vậy mà đã có trình độ mà ông ta phải tốn thiên tân vạn khổ mới có được, đương nhiên là trong lòng của ông ta không được cân bằng. Phô trương thanh thế, chờ ông chết rồi, xem ông còn có thể khoe khoang ở trước mặt ai nữa. Hai người lại va chạm với nhau, mấy bụi cỏ ở xung quanh đều bởi vì hai người giao thủ với nhau mà ngã xuống, đa số những chiêu thức của hai người đều đánh ở trên những cái cây xung quanh, trong nháy mắt mấy cây đó liền xuất hiện lỗ hổng to lớn. Cuộc chiến diễn ra, đã có mấy gốc cây bởi vì vậy mà ngã xuống. Tuy là thực lực của Thượng Sam Hùng Tề mạnh, nhưng mà đối với việc phát huy sức lực rõ ràng không thuận buồm xuôi gió như là Lâm Thanh Diệt, hơn nữa có lẽ là bởi vì tà pháp còn có một loại cảm giác không ổn định. Lúc cao lúc thấp, không bao lâu sau Lâm Thanh Diện đã nhìn là được điểm sơ hở của Thượng Sam Hùng Tề. Anh không hề do dự đánh thẳng một chiêu vào trong ngực của Thượng Sam Hùng Tề, Thượng Sam Hùng Tề lập tức bay ra phía sau, sau đó đụng ngã hai cây đại thụ to, lúc này mới dừng lại. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Thượng Sam Hùng Tề, nhìn thấy ông ta đã thoi thóp, trên mặt không còn chút máu nào, xem bộ dạng là không sống nổi đây. Cái thứ đáng chết. Gia tộc Thượng Sam của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Thượng Sam Hùng Tề mở miệng la lên. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, nói, nếu những người của gia tộc Thượng Sam ông đều đang luyện loại âm tà chi pháp này, không cần các người đối phó với tôi cũng sẽ tự mình tiêu diệt loại nghiệp chướng uống máu người như các người. Nói cho tôi, giữa các người với dược thần cốc có giao dịch gì? Thượng Sam Hùng Tề vô thức muốn bảo vệ ngực của mình, mở miệng nói, cậu đừng hòng biết được. Cho dù tôi có chết tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu. Lâm Thanh Diện không phản ứng lại ông ta, trực tiếp đưa tay ra sờ lên ngực của Thượng Sam Hùng Tề. Thượng Sam Hùng Tề thấy thế thì hoảng sợ, lúc này muốn né tránh, đáng tiếc là ông ta đã không còn sức phản kháng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện. Một chân của Lâm Thanh Diện giẫm lên ngực của ông ta, làm cho ông ta không có cách nào vùng vẫy được. Ở trong ngực của Thượng Sam Hùng Tề có cất giấu đồ vật, Lâm Thanh Diện mò mò liền có thể lấy ra được. Đó chính là một danh sách giao dịch. Đồ ngu, đây chính là cơ mật của gia tộc Thượng Sam bọn tôi, cậu không có tư cách xem nó, trả lại đây cho tôi. Thượng Sam Hùng Tề hô lên một tiếng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện căn bản cũng không phản ứng lại ông ta, anh trực tiếp mở phần giao dịch đó ra xem một lần. Ở phía trên đều là chữ cái của đảo quốc, cũng may lúc còn bé Lâm Thanh Diện đã đặc biệt học một khóa ngôn ngữ, đối với ngôn ngữ của các quốc gia cũng đều tinh thông một chút. Nếu không thì bây giờ anh thật sự không chắc chắn có thể xem hiểu được ở trên này viết cái gì. Ở trên danh sách này viết một vài tên của dược liệu mà Lâm Thanh Diện chưa từng nghe nói tới, số lượng ở phía trên cũng không đồng nhất, nhìn qua không hề giống như có vấn đề gì. Cái này làm cho Lâm Thanh Diện cũng khá nghi hoặc, dù sao thì cũng chỉ là giao dịch dược liệu với nhau, Thượng Sam Hùng Tề căn bản cũng không cần thiết phải che giấu như vậy. Có điều khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy nội dung của một trang cuối cùng, sắc mặt của anh lập tức trầm xuống, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa giận ngập trời. 10 cặp mắt của trẻ em có nam có nữ, 10 phần máu tươi của con nít trong khoảng 3 tuổi, 10 phần máu thịt của trẻ em trong khoảng 3 tuổi. Chương 809, chân tướng. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Hùng Tề bị ngã nằm ở trên mặt đất, chỉ vào trang cuối cùng ở trên danh sách, chất vấn các người muốn những thứ này để làm cái gì hả? Tại sao phải đến Dược Thần Cốc để tìm những vật này? Cho dù các người muốn thì cứ trực tiếp bắt người của gia tộc Thượng Sam không phải là được rồi à?
Thượng Sam Hùng Tề biết là không thể sống nổi, nghe thấy vấn đề của Lâm Thanh Diện, cười một tiếng rồi nói, những thứ này sao có thể dùng người của bọn tôi được chứ, ngay cả người của đảo quốc chúng tôi cũng sẽ không dùng, muốn dùng thì phải dùng những người nước C của các người. Bọn người C của các người vốn dĩ chính là dân đen thấp hèn, sinh ra chính là để phục vụ cho người của đảo quốc chúng tôi, kêu gào gì. Các người có nhiều người như vậy, chúng tôi cũng chỉ cần có mười mấy đứa con nít mà thôi, không phải là tìm từ chỗ của các người còn dễ dàng hơn à. Nghe thấy lời nói của Thượng Sam Hùng Tề, lửa giận ở trong lòng của Lâm Thanh Diện càng tăng lên, lại đá một đá lên trên ngực của Thượng Sam Hùng Tề. Thượng Sam Hùng Tề lại phun một ngụm máu ra, sắc mặt trở nên tái nhợt thêm. Cho dù cậu có giết tôi cũng vô dụng thôi, lần này không thể lấy được những vật này từ dược thần cốc, vậy thì người gia tộc Thượng Sam của tôi cũng sẽ nghĩ cách để lấy những thứ này từ nơi khác. Gia chủ của chúng tôi đã đến giới hạn đột phá, chờ đến khi ông ấy đột phá rồi thì cái loại dân đen như các người cũng đều là tướng phụ tùng dưới chân của ông ấy. Thượng Sam Hùng Tề mở miệng la lên. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, đừng có ôm giấc mộng xuân thu của các người. Nước C của chúng tôi đâu phải là quốc gia nhỏ như là nước của các người có thể so sánh được, một mình tôi đã có thể tiêu diệt được gia tộc Thượng Sam của các người. Nói xong, Lâm Thanh Diện trực tiếp cúi người xuống bóp cổ của Thượng Sam Hùng Tề, vừa dùng lực một chút liền vặn gãy cổ của ông ta. Đối với cái loại xúc sinh không có suy nghĩ bình thường, Lâm Thanh Diện không cần thiết phải khách sáo với ông ta. Sau khi biết được gia tộc Thượng Sam làm ra loại chuyện này ở sau lưng, Lâm Thanh Diện đã không có ý định khách khí với gia tộc Thượng Sam nữa, chỉ dựa vào những lời nói của Thượng Sam Hùng Tề, anh đến đảo quốc tiêu diệt gia tộc Thượng Sam cũng không quá đáng chứ đừng nói chi là đoạt lấy ngưng hồn ngọc. Hơn nữa lại càng làm cho Lâm Thanh Diện không nghĩ đến đó chính là dược thần cốc vậy mà lại đồng ý làm loại giao dịch này với gia tộc Thượng Sam, cái này khiến cho Lâm Thanh Diện đối với dược thần cốc sinh ra một loại chán ghét vô cùng. Mà hiện tại Lâm Thanh Diện còn không xác định được dược thần cốc đã chuẩn bị những thứ này cho gia tộc Thượng Sam hay chưa, chuyện này dính đến tính mạng của 10 đứa con nít, cho nên bất kể là lý do gì Lâm Thanh Diện cũng phải đến dược thần cốc một lần. Nếu như dược thần cốc này quả thật chỉ là một môn phái âm hiểm ác độc, Lâm Thanh Diện cũng không ngại lật đổ dược thần cốc. Động tĩnh chiến đấu lúc nãy của hai người quá lớn, Thượng Sam Tinh Vũ ở khoảng cách đó không xa đã chú ý đến tình huống ở phía bên này, cho nên liền chạy về phía bên này. Lúc cô ta đi đến đây, vừa hay nhìn thấy Lâm Thanh Diện đưa tay bẻ gãy cổ của Thượng Sam Hùng Tề, sau đó trực tiếp hét lên một tiếng, lấy một con dao găm từ trong quần áo ra nhanh chóng vọt về phía của Lâm Thanh Diện. Tại sao anh lại muốn giết chú của tôi, xem ra là anh quả nhiên đang lừa gạt chúng tôi không nên tin tưởng anh. Thượng Sam Tinh Vũ hét lên một câu với Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đang trong cơn giận, nhìn thấy Thượng Sam Tinh Vũ xông lại thì trực tiếp vung tay lên làm cho cô ta bị văng ra ngoài. Thượng Sam Tinh Vũ bị ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, tại sao anh lại phải làm như vậy hả? Chúng tôi không thù không oán với anh, người muốn giết anh chính là người của Dược Thần Cốc, không có liên quan gì đến chúng tôi, tại sao anh phải làm ra chuyện độc ác như vậy? Tôi độc ác hả? Cô cũng có mặt mũi mà nói ra loại lời nói này, tại sao tôi lại muốn giết ông ta, chẳng lẽ là cô còn không biết rõ à? Gia tộc của các người... Thứ gọi là gia tộc Thượng Sam bất quá cũng chỉ là một đám xúc sinh tà môn ngoại đạo mà thôi, lại còn dám đánh chủ ý lên trẻ con ở nước C chúng tôi không ngũ mã phanh thây ông ta đã là rất nể mặt rồi. Lâm Thanh Diện giận dữ nói. Trẻ con cái gì chứ? Chúng tôi đánh chủ ý lên trẻ con ở nước C các người hồi lúc nào hả? Thượng Sam Tinh Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ít giả vờ với tôi đi, cô là người của gia tộc Thượng Sam. Chẳng lẽ cô không biết nội dung giao dịch lần này với Dược Thần Cốc? Lâm Thanh Diện gắt gao nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Tinh Vũ. Thượng Sam Tinh Vũ lập tức không hiểu gì sất, nói, lần này chúng tôi đến Dược Thần Cốc cũng chỉ là muốn đến đó cần một chút dược liệu mà thôi, chẳng lẽ là cái này cũng có lỗi nữa hả? Lâm Thanh Diện nhìn thấy bộ dạng của Thượng Sam Tinh Vũ không giống như là đang giả vờ, hình như là cô ta thật sự không biết nội dung chân chính của giao dịch lần này. Cộng thêm việc biểu hiện giữa hai người Thượng Sam Hùng Tề và Thượng Sam Tinh Vũ trên đường đi cũng không bình thường, Lâm Thanh Diện đoán là Thượng Sam Tinh Vũ thực sự không biết nội dung giao dịch lần này là cái gì. Anh trực tiếp ném phần danh sách kia đến trước mặt của Thượng Sam Tinh Vũ, giọng nói lạnh lùng, có sai hay không thì cô tự mình xem đi. Thượng Sam Tinh Vũ cầm lấy phần danh sách đó lên nhìn kỹ một chút, lúc nhìn phía trước thì cô ta cũng không cảm thấy là có cái gì không đúng. Nhưng mà khi nhìn thấy trang cuối cùng thì hai mắt của cô ta cũng lập tức mở to ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần.
Chuyện này sao có thể được chứ? Tại sao lại có loại mấy vật này? Thượng Sam Tinh Vũ lẩm bẩm nói. Gia tộc Thượng Sam của các người rốt cuộc là tà ma ngoại đạo gì lại còn luyện loại tà pháp ghê tởm như thế này? Ngày hôm nay nếu như cô không cho tôi một lời giải thích phù hợp, vậy thì cứ đợi sống không bằng chết đi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Thượng Sam Tinh Vũ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, gia tộc Thượng Sam chúng tôi chưa từng làm ra chuyện tà ma ngoại đạo, nội dung ở trong danh sách này tôi cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Lúc tôi đến thì bọn họ nói với tôi là chỉ cần lấy một vài loại dược liệu, những loại dược liệu này cũng rất hiếm, cũng chỉ có dược thần cốc mới có. Đều đã đến lúc này rồi mà cô còn ngụy biện nữa, chẳng lẽ là bộ dạng của cái tên xúc sinh này còn chưa nói rõ là cái gì hả? Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn Thượng Sam Tinh Vũ. Lúc này Thượng Sam Tinh Vũ mới nhìn về phía của Thượng Sam Hùng Tề, lúc nãy cô ta quá mức sốt ruột, cho nên căn bản cũng không để ý đến bộ dạng của Thượng Sam Hùng Tề. Sau khi nhìn thấy bộ dạng như là bị ma nhập của Thượng Sam Hùng Tề, Thượng Sam Tinh Vũ cũng giật nảy cả mình, trên mặt lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Tại sao vậy? Tại sao lại là bộ dạng này? Tại sao lại ông ấy lại biến thành cái dạng này? Gia tộc Thượng Sam của chúng tôi không có người nào luyện loại tà pháp này mới đúng chứ? Thượng Sam Tinh Vũ khó tin mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhìn bộ dạng khiếp sợ của Thượng Sam Tinh Vũ, hoàn toàn giống như là cô ta vừa mới biết được tình huống của gia tộc Thượng Sam, ở trong lòng cũng vô cùng thắc mắc. Theo lý mà nói gia tộc Thượng Sam để cô ta đến đây làm giao dịch với Dược Thần Cốc, vậy thì cô ta chắc chắn biết nội dung của giao dịch, nếu không thì cô ta là một nội kình đại thành căn bản cũng không cần thiết phải đến đây, một mình Thượng Sam Hùng Tề đi là đủ rồi. Gia tộc Thượng Sam không có lý nào lại sắp xếp một người không biết nội dung giao dịch thực lực, lại không tính là quá mạnh, nếu như nói gia tộc Thượng Sam phái Thượng Sam Tinh Vũ đi theo là vì có kinh nghiệm, thế thì có nói cái gì Lâm Thanh Diện cũng sẽ không tin. Cô đừng có đứng đây mà đóng kịch với tôi nữa, nếu như cô không biết cái gì cả, thế gia tộc Thượng Sam để một cô gái có thực lực nội kình đại thành đến đây làm cái gì? Lâm Thanh Diện thăm dò hỏi một câu. Thượng Sam Tinh Vũ biết là Lâm Thanh Diện đang nghi ngờ cái gì, cô ta nói với một giọng bất đắc dĩ, chuyện cũng đã đến nước này rồi, cô ta cũng không có gì để giấu giếm nữa. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Diện một chút, nói ra nguyên nhân sở dĩ mình cũng đi đến đây cùng. Chương 810, cô cởi quần áo làm cái gì? Gia chủ nói là lần này đến Dược Thần Cốc để lấy những dược liệu kia trở về đối với gia tộc Thượng Sam mà nói nó vô cùng quan trọng, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào, mà đại trưởng lão của Dược Thần Cốc giao dịch với chúng tôi lại là một người rất háo sắc, ông ta đã biết đến sự tồn tại của tôi, cho nên lúc nói điều kiện thì đại trưởng lão đó đã chỉ rõ để tôi đi theo đến cùng, thỏa mãn trước yêu cầu của ông ta, tôi chỉ cần hầu hạ ông ta cho thật tốt ông ta mới có thể đồng ý giao số dược liệu kia ra cho chúng tôi. Trên mặt của Thượng Sam Tinh Vũ lộ ra một tia ảm đạm và bất đắc dĩ. Lúc đầu tôi còn cho rằng gia chủ sẽ không đồng ý điều kiện của vị đại trưởng lão này, nhưng mà ông ấy không hề nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay. Lúc nãy sau khi nhìn thấy danh sách đó, tôi mới hiểu được tại sao gia chủ lại dễ dàng đồng ý như vậy, hóa ra là thứ mà bọn họ muốn giao dịch chân chính lại là những thứ này. Nghe thấy lời nói của Thượng Sam Tinh Vũ, Lâm Thanh Diện nhíu mày, mở miệng hỏi, tốt xấu gì cô cũng là người của gia tộc Thượng Sam. Bọn họ lại vì những thứ này mà hy sinh cô à? Thượng Sam Tinh Vũ lập tức trở nên có chút mất mát, mở miệng nói, mặc dù tôi mang họ Thượng Sam, nhưng mà tôi cũng chỉ là nô bộc của gia tộc Thượng Sam mà thôi, bọn họ kêu tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Tôi có thể còn sống sót đã là gia tộc Thượng Sam ban ơn rồi, cho nên tôi cũng không thể làm trái lại mệnh lệnh của bọn họ được. Hơn nữa mẹ của tôi vẫn còn đang ở trong tay của bọn họ. Tôi không nghe theo mệnh lệnh của bọn họ thì mạng sống của mẹ tôi sẽ phải bị uy hiếp, tôi không có cách nào nhìn thấy mẹ của mình chịu tội thay tôi. Sau đó Thượng Sam Tinh Vũ lại nói cho Lâm Thanh Diện nghe những chuyện mà mình đã gặp phải một lần. Hóa ra Thượng Sam Tinh Vũ này cũng chỉ là con gái của người giúp việc và gia chủ của gia tộc Thượng Sam, vợ của gia chủ Thượng Sam là một người phụ nữ cường thế, không có cách nào tha thứ cho chồng của mình có con cùng với những người phụ nữ khác, cho nên lúc ban đầu người giúp việc này sinh Thượng Sam Tinh Vũ ra. Mẹ con hai người bọn họ sẽ phải bị xử tử. Nhưng mà sau đó lại bị một lão nô của gia tộc Thượng Sam ngăn cản, lão nô đó cảm thấy sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ cũng không phải là không có giá trị. Là một gia tộc lớn nhất nhì ở đảo quốc, có đôi khi cũng cần phải tiến hành kết thông gia với các gia tộc khác để càng có nhiều lợi ích hơn. Vợ của gia chủ Thượng Sam đương nhiên không muốn để cho con của mình phải trở thành công cụ thông gia, giữ Thượng Sam Tinh Vũ lại, không thể nghi ngờ gì có thể phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện.
dù sao thì gia tộc Thượng Sam nuôi Thượng Sam Tinh Vũ cũng đơn giản giống như là nuôi một con chó. Cho nên tính mạng hai mẹ con cô ta đã được giữ lại. Mà Thượng Sam Tinh Vũ cũng đã bắt đầu một cuộc sống tàn khốc, gia tộc giữ lại cô ta là bởi vì cô ta có thể phát huy tác dụng ở một vài chỗ, cô ta giống như là một công cụ, nơi nào cần thì sẽ dùng ở nơi đó. Vì để cho công cụ này dùng càng tốt thêm, gia tộc Thượng Sam bắt đầu bồi dưỡng cô ta, từ nhỏ đã tiến hành các cuộc huấn luyện vô cùng hà khắc, cộng với việc vợ của gia chủ gia tộc Thượng Sam vẫn luôn khó chịu với cô ta, thường xuyên kêu những người huấn luyện cô ta đánh đập chửi rủa cô ta, thậm chí còn tăng thêm nội dung rèn luyện, có vài lần Thượng Sam Tinh Vũ thiếu chút nữa đã chết trong cuộc huấn luyện. Nhưng mà may mắn là Thượng Sam Tinh Vũ không bỏ mạng, đồng thời còn trở thành cao thủ nội kình đại thành trẻ tuổi nhất ở gia tộc Thượng Sam. Ban đầu cô ta cho rằng mình có thể phát huy tác dụng, vì gia tộc Thượng Sam cống hiến được một vài thứ, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên đang chờ cô ta lại là để cho Dược Thần Cốc sử dụng thân thể của cô ta, dùng để mua vui cho đại trưởng lão của Dược Thần Cốc. Bởi vì mẹ vẫn còn đang ở trong tay người của gia tộc Thượng Sam, cô ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Mẹ chính là hy vọng sống duy nhất trên thế giới này của Thượng Sam Tinh Vũ, tất cả tri thức lễ nghĩa mà cô ta có được, sự dịu dàng thiện lương đều là do mẹ đã dạy cho. Cho nên dù cô ta có phải bỏ ra hết tất cả mọi thứ thì cô ta cũng sẽ không thể nhìn mẹ mình chịu tội thay cho mình. Sau khi nghe Thượng Sam Tinh Vũ kể xong, ở trong lòng của Lâm Thanh Diện sinh ra một tia đồng cảm với cô ta, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Lâm Thanh Diện cũng không biết là Thượng Sam Tinh Vũ nói thật hay giả, dù cô ta nói có cảm động lòng người đi nữa, nhìn cô không ra như là nói dối, Lâm Thanh Diện nhất định phải có lòng cảnh giác mới được. Anh không trực tiếp giết Thượng Sam Tinh Vũ chết đi. Chỉ là bởi vì đến Dược Thần Cốc còn cần sự phối hợp của cô ta mà thôi. Hơn nữa Thượng Sam Tinh Vũ đối với gia tộc Thượng Sam chắc chắn có rất nhiều chỗ hiểu rõ, nếu như mà giết cô ta đi thì Lâm Thanh Diện đã bỏ lỡ một cơ hội thu hoạch tình báo. Tôi chưa từng nghĩ đến gia tộc Thượng Sam lại làm ra loại giao dịch giết người như thế này, cũng chưa từng biết là người của gia tộc Thượng Sam lại tu luyện âm tà chi pháp. Nếu như anh không tin tôi thì bây giờ có thể giết chết tôi tuyệt đối sẽ không có lời oán hận nào. Thượng Sam Tinh Vũ mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói, tạm thời tôi sẽ tin tưởng cô, tôi có thể giữ lại mạng sống cho cô, nhưng mà cô nhất định phải nghe theo lời của tôi, nếu như không có bất cứ suy nghĩ nào khác thì tôi sẽ là người đầu tiên kết liễu tính mạng của cô trước, chắc cô cũng hiểu rõ là tôi có năng lực này hay không mà. Mà nếu như cô làm tốt, sau này tôi cũng xác nhận được lời nói của cô là nói thật, vậy thì tôi sẽ có thể cân nhắc giúp cô, cứu mẹ của cô khỏi gia tộc Thượng Sam, như thế nào? Thượng Sam Tinh Vũ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một lúc lâu, trong ánh mắt có một loại cảm xúc nào đó đang dâng trào, một hồi lâu sau cô ta nhẹ gật đầu, nói, được, tôi nghe theo anh. Nói xong, cô ta liền đưa tay ra bắt đầu cởi quần áo của mình. Lâm Thanh Diện thấy vậy, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái, mở miệng hỏi, cô cởi quần áo làm gì vậy? Thượng Sam Tinh Vũ nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, tính mạng của tôi đang ở trên tay của đại công tử. Mặc dù tôi nói như vậy là tôi biết mình có chút tự luyến, nhưng mà từ nhỏ đến lớn tất cả những người đàn ông từng gặp tôi đều muốn làm lọ ai chuyện đó với tôi, nếu như không phải bối cảnh của gia tộc Thượng Sam, chỉ sợ là tôi đã bị bán đến những nơi ca múa kịch. Bây giờ tất cả đều nghe theo công tử, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là phải phục vụ công tử cho thật tốt. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Diện nhìn không được mà cười lên. Không hiểu rõ là mạch não của Thượng Sam Tinh Vũ là mạch kín hay là mấy cô gái của đảo quốc đều như thế này. Thật ngại quá, mặc dù là dung mạo của cô rất xinh đẹp, nhưng mà tôi đối với cô cũng không có hứng thú đâu. Tôi đã có vợ rồi, hơn nữa còn có một cô con gái đáng yêu. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Thượng Sam Tinh Vũ sững sờ, trong số những người đàn ông đã từng bộc lộ ra loại suy nghĩ đó mà cô ta gặp phải có hơn phân nửa đều là những người có vợ có con, cho nên trong cái nhìn của cô ta, có vợ có con rồi cũng không ảnh hưởng đến chuyện này mới đúng. Anh có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kín như bưng. Sẽ không để cho vợ của anh với lại con gái của anh biết chuyện này đâu. Thượng Sam Tinh Vũ nói xong thì lại tiếp tục cởi quần áo. Lâm Thanh Diện lập tức trầm mặc, trực tiếp trừng mắt nhìn Thượng Sam Tinh Vũ, giọng nói lạnh lùng, nếu như cô còn như vậy nữa thì cũng đừng có trách tôi không khách khí. Thượng Sam Tinh Vũ cảm nhận được khí thế ở trên người của Lâm Thanh Diện, biết là anh cũng không có nói đùa, lúc này mới dừng lại động tác cởi quần áo. Mặc quần áo lại cho đàng hoàng đi. Đi qua mấy ngọn núi nữa thì đã đến Dược Thần Cốc rồi, đến lúc đó tôi cần sự phối hợp của cô, tôi cũng muốn xem người ở trong Dược Thần Cốc này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại dám tiến hành loại giao dịch làm lòng người phẫn nộ.
Nói xong, Lâm Thanh Diện liền đi đến trước mặt của Thượng Sam Hùng Tề, lấy ra một cái bật lửa, đốt quần áo của ông ta. Thượng Sam Tinh Vũ nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Diện, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 811, anh em. Trên đường đi đến Dược Thần Cốc. Lâm Thanh Diện đi ở đằng trước, Thượng Sam Tinh Vũ một mặt ngoan ngoãn đi theo sau lưng, Lâm Thanh Diện đi nhanh thì cô ta sẽ đi nhanh, Lâm Thanh Diện đi chậm thì cô ta sẽ đi chậm, không dám vượt qua. Trong văn hóa của đảo quốc vẫn tồn tại truyền thống trọng nam khinh nữ nhất định, Thượng Sam Tinh Vũ cũng đã đồng ý giao mạng của mình cho Lâm Thanh Diện, vậy thì cô ta đối với Lâm Thanh Diện tất nhiên phải nghe theo 100%. Thông qua sự hiểu biết cả đoạn đường này, Thượng Sam Tinh Vũ phát hiện Lâm Thanh Diện cũng chính là một người chính trực, giữ chữ tín. Trên đường đi Lâm Thanh Diện không thèm nhìn Thượng Sam Tinh Vũ một chút nào, cũng không có đổi ý lời mà mình đã nói ra, mà là nghiêm túc nói với Thượng Sam Tinh Vũ chuyện cụ thể sau khi đến Dược Thần Cốc thì sẽ phải làm cái gì. Ở trong thế giới quá khứ của Thượng Sam Tinh Vũ, có thể nói đàn ông chính là một danh từ dối trá và không đáng tin cậy, dù sao thì tất cả đàn ông mà cô ta đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả ba của cô ta đều là như thế này. Mà Lâm Thanh Diện đã khiến cho cô ta có cái nhìn khác về đàn ông. Lâm Thanh Diện nói với Thượng Sam Tinh Vũ xong rồi thì cũng đã đến Dược Thần Cốc, hai người bọn họ giả vờ như là người được gia tộc Thượng Sam phái đến, đi đến để tiến hành giao dịch với đại trưởng lão. Về phần hướng đi của người áo choàng đen, Lâm Thanh Diện cũng đã suy nghĩ kỹ, cứ nói là ông ta đã đến kinh đô để báo thù cho Lôi Uyên Hành. Dù sao thì cái này cũng không phải là nói dối, mà là chuyện chân thật xảy ra. Lâm Thanh Diện biết được từ chỗ của Thượng Sam Tinh Vũ là đại trưởng lão của Dược Thần Cốc cũng không biết người mà gia tộc Thượng Sam phái đến với Thượng Sam Tinh Vũ là người nào, chỉ biết là hai người, cái này khiến cho kế hoạch của Lâm Thanh Diện có chút khả thi. Nếu như mà lần này vẫn bị lỗ tẩy từ lúc vừa mới bắt đầu, vậy thì Lâm Thanh Diện sẽ trực tiếp dùng nắm đấm để nói đạo lý với người của Dược Thần Cốc, xem đến cùng bọn họ đã có thu thập được máu và mắt của trẻ em hay chưa, đồng thời cả đời này cũng sẽ không diễn dịch với người khác. Thượng Sam Tinh Vũ nói là mình có mấy anh trai, Lâm Thanh Diện giống với một người trong số đó đến mấy phần, cho nên cô ta đề nghị Lâm Thanh Diện cải trang làm anh trai của mình. Lâm Thanh Diện cảm thấy không có vấn đề gì, liền đồng ý. Hai người đi dọc theo đường núi, đến đoạn đường núi này cũng không tính là khó khăn, có thể nhìn ra được đặc biệt khai phá để cho người ta đi đường, xem ra là khách đến thăm Dược Thần Cốc cũng không phải là số ít. Đi không bao lâu, hai người bọn họ liền nhìn thấy ở phía trước có mấy bóng dáng đang chậm rãi đi về phía trước, trong đó có một người đi đường bình thường, bốn người còn lại thì khiêng một cái ghế, ở trên ghế nằm là một cô gái. Lâm Thanh Diện không ngờ đến là đụng phải những người khác khi đang trên đường đến Dược Thần Cốc, nhìn thấy dáng vẻ của nhóm người này, lai lịch cũng không đơn giản, chỉ dựa vào hành động cô gái đang nằm ở trên ghế phía trên để cho người khác khiêng đi, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể làm ra được. Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện bốn người này lại có thực lực nội kình tiểu thành. Đi bên cạnh là một người đàn ông, cũng là người có thực lực nội kình tiểu thành. Một lát sau, hai người Lâm Thanh Diện đi về phía nhóm người kia. Anh, đoạn đường đến Dược Thần Cốc sốt cuộc là còn thời gian bao lâu nữa mới có thể đến đây, mặt trời chiếu cao như vậy rồi, lớp trang điểm ở trên mặt của em muốn chảy ra hết đây này. Cô gái nằm ở trên ghế oán trách một câu. Người con trai quay đầu lại nhìn cô gái một chút, tức giọng nói, em cứ ở đó mà thỏa mãn đi, trên đoạn đường đi này sợ là em cũng không đi được 1000 bước nữa, bốn người bọn họ còn chưa có nói cái gì, còn em thì lại oán trách cả một đường. Xí, em phát tiền lương cho bọn họ đó, đây chính là công việc của bọn họ có cái gì mà để phàn nàn đâu. Em là thân thể thiên kim, đường núi ở đây khó đi như vậy, nếu như ngã xuống thì ba của anh sẽ đau lòng lắm đó. Cô gái chẳng thèm để ý mà nói một câu. Người con trai lại có chút im lặng, sau đó cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Các vị, các người cũng là đi đến Dược Thần Cốc à? Lâm Thanh Diện đi đến sau lưng của mấy người bọn họ thì mở miệng hỏi một câu. Người con trai và cô gái đó đều nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy ở sau lưng không biết từ lúc nào xuất hiện hai người, cả hai đều giật mình. Cô gái lại trực tiếp hét lên một tiếng, ôi trời đất ơi! Hai người các người đi theo sau lưng của bọn tôi từ lúc nào vậy? Các người bỏ tôi xuống đi, đi bắt hai người không có lý lịch rõ ràng này lại. Lúc này bốn người đó mới bỏ cô gái xuống, muốn ra tay với hai người Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ. Thượng Sam Tinh Vũ thấy thế, không hề nghĩ ngợi gì liền ngăn cản ở trước người của Lâm Thanh Diện,
lạnh lùng nhìn những người trước mặt. Trong quá khứ, Thượng Sam Tinh Vũ được xem như là sát thủ chuyên nghiệp mà huấn luyện, hơn nữa cô ta còn có thực lực nội kình đại thành, sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Chỉ là bởi vì gặp phải Lâm Thanh Diện cho nên thực lực của Thượng Sam Tinh Vũ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào để phát huy. Mà những người ở trước mắt là cũng chỉ là nội kình tiểu thành mà thôi, cái này ở trong mắt của Thượng Sam Tinh Vũ cũng không được xem là phiền phức gì. Người con trai nhìn thấy hai bên muốn đánh nhau, nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt của bốn người đó, nói với Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ, hai vị, thật ngại quá, cô em gái của tôi có chút xúc động, chúng tôi cũng không ý muốn ra tay với hai người đâu. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, nhìn thấy người con trai này không phải là người không nói lý, cho nên cũng không tính toán. Hai người cũng là đi đến Dược Thần Cốc hả? Người con trai mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Đã cùng đường, vậy không bằng chúng ta kết bạn đi, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau luôn. Người con trai cười cười, mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cũng không từ chối, cảm thấy đi cùng với những người này, đến lúc đó chắc là cũng dễ trà trộn vào Dược Thần Cốc hơn. Sau khi cô gái đó nghe thấy lời nói của anh trai, lập tức mở miệng nói, anh à, anh có biết bọn họ là ai không mà đi cùng với bọn họ trong vùng núi hoang sơ như thế này, nếu như hai người bọn họ mưa đồ làm loạn thì sao đây? Nếu như hai người bọn họ đến đây là nhằm vào nhà họ Đỗ của chúng ta thì sao? Người con trai lập tức trừng mắt nhìn cô gái, quát, nếu như mà em còn dám nói lung tung nữa thì anh sẽ ném em vào trong rừng núi hoang sơ này đó, để em ở đây cho chó sói ăn thịt. Lúc này cô gái mới bớt hống hách đi một chút, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía hai người Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ vẫn còn không thiện chí. Người con trai xin lỗi Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ, sau đó liền cùng nhau đi về phía trước. Cô gái đó đã bước xuống từ trên ghế, không để cho người ta tiếp tục khiêng nữa, cho nên liền đi theo bên cạnh của người con trai, vẫn luôn đánh giá hai người Lâm Thanh Diện với Thượng Sam Tinh Vũ. Thông qua cuộc trò chuyện, Lâm Thanh Diện biết được mấy người này là người của nhà họ Đỗ đến từ đảo Hồng, lịch sử võ học ở đảo Hồng tự xưng là độc nhất, không có lui tới với giới võ đạo đại lục, cho nên Lâm Thanh Diện cũng không biết được nhà họ Đỗ này có thực lực như thế nào. Nhưng mà khi nhìn thấy cao thủ nội kình tiểu thành cũng chỉ khiêng ghế cho cô gái này, vậy thì có thể biết được thực lực của nhà họ Đỗ này cũng không phải yếu kém, biết được vị trí của Dược Thần Cốc là một chuyện chỉ khi đạt được một mức độ nhất định mới có thể biết được. Người con trai tên là Đỗ Kiến Vĩ. Cô gái tên là Đỗ Tiểu Muội, hai người bọn họ là anh em ruột. Lần này đi đến Dược Thần Cốc là nghe theo mệnh lệnh của ba bọn họ, đến đây tìm đan dược để gia tăng thực lực. Lâm Thanh Diện thì dựa theo lời nói đã nói cùng với Thượng Sam Tinh Vũ, giả vờ như là hai anh em đến từ đảo quốc. Hai anh em Đỗ Kiến Vĩ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói bọn họ là đến từ đảo quốc, cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao thì người đến Dược Thần Cốc xin thuốc đều đến từ khắp nơi trên thế giới, cũng không xa lạ gì. Đỗ Tiểu Muội nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Tinh Vũ một hồi lâu, lúc trước cô ta cảm thấy nhan sắc của mình cũng được xem như là tầm cao, thuộc về phạm trù xinh đẹp, nhưng mà sau khi nhìn thấy dung mạo của Thượng Sam Tinh Vũ thì lập tức có một loại cảm giác tự ti mặc cảm giác ghen ghét ở trong lòng cũng từ từ nảy sinh. Một hồi lâu sau cô ta đảo tròng mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Tinh Vũ, mở miệng hỏi, tôi nghe nói là mấy cô gái xinh đẹp ở đảo quốc của các người đều thích quay phim, hành động tình cảm, dung mạo của cô xinh đẹp như vậy. Sẽ không phải cũng đã quay loại phim đó rồi đó chứ. Chương 812, không có giáo dục. Sau khi Thượng Sam Tinh Vũ nghe thấy vấn đề này của Đỗ Tiểu Muội thì lập tức nhíu mày, mở miệng nói, cũng không phải là những cô gái có dung mạo xinh đẹp thì sẽ quay loại phim đó, ở quốc gia của chúng tôi, đây chẳng qua chỉ là một nghề bình thường mà thôi, mong cô tôn trọng. Đỗ Tiểu Muội lập tức nhếch miệng nói, xí, cho dù cô chưa từng quay loại phim đó, chắc chắn cô đã ngủ với rất nhiều đàn ông rồi. Cái loại phụ nữ giống như cô ấy, nhìn qua giống như là tiên nữ, thật ra sau lưng không biết dơ bẩn đến cỡ nào. Đã không bằng cô ta, vậy thì cứ chửi bới cô ta đi. Đây chính là thủ đoạn mà Đỗ Tiểu Muội quen dùng, bình thường mà gặp phải người phụ nữ xinh đẹp hơn mình, Đỗ Tiểu Muội sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để dội nước bẩn lên trên người của người ta, dùng cách này để làm cho tâm lý được cân bằng. Cộng với thân phận của Đỗ Tiểu Muội ở đảo Hồng, không có ai dám trêu chọc cô ta. Từ từ cô ta cảm thấy nói người khác như vậy cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Sau khi Thượng Sam Tinh Vũ nghe thấy lời nói này của Đỗ Tiểu Muội, trên mặt lộ ra biểu cảm tức giận, nếu như không phải có Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, chỉ sợ là cô ta đã dùng vũ lực để dạy bảo con nhóc này nói chuyện đàng hoàng với người khác là như thế nào. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ là IQ của Đỗ Tiểu Muội lại thấp đến trình độ này,
chỉ nói có mấy câu lại có thể làm một cô gái dịu dàng như nước tức giận đến nỗi muốn trực tiếp ra tay. Anh sắc bén nhìn Đỗ Tiểu Muội, trầm giọng hỏi, người của nhà họ Đỗ các người ở đảo Hồng đều có tố chất thấp như vậy đó à? Hay là nói cô căn bản cũng không có giáo dục? Đỗ Tiểu Muội nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện thì xù lông lên trong nháy mắt, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh nói ai không có giáo dục hả? Anh là cái thá gì, vậy mà cũng dám nói tôi không có giáo dục, nếu như không phải anh của tôi ngăn cản lại, hai người các người đã sớm bị tôi ném vào trong khe núi để nuôi sói từ lâu rồi. Ồ, phải không, cô ném thử một cái xem, Lâm Thanh Diện nói. Thượng Sam Tinh Vũ lại đứng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện lần nữa. Mở miệng nói, nếu như cô dám động đến anh ấy thì cũng đừng có trách tôi không khách khí. Đỗ Kiến Vĩ nhìn thấy lại sắp muốn đánh nhau, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cô em gái này của anh ta phách lối ở đảo Hồng đã quen rồi, cho nên đi ra bên ngoài cũng không để người khác vào trong mắt, cho dù anh ta có giáo dục vài câu thì trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Anh ta vội vàng níu Đỗ Tiểu Muội lại, mở miệng nói, em có chịu hết hay không vậy hả? Ở đây cũng không phải là đảo Hồng đâu. Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì anh không bảo vệ được em đâu. Đỗ Tiểu Muội một mặt không quan trọng, nói anh, ở bên phe của chúng ta có tới 5 cao thủ nội kình tiểu thành lận, chẳng lẽ lại không thể đối phó được với hai người bọn họ. Anh chính là thiên tài hiếm có của nhà họ Đỗ, còn trẻ như vậy mà đã đạt được trình độ nội kình tiểu thành rồi, tuổi của bọn họ cũng không chênh lệch với anh là bao, như thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng lợi hại hơn anh. Nghe thấy lời nói này của Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Kiến Vĩ vẫn còn tức giận như cũ, mặc dù là anh ta cảm thấy Đỗ Tiểu Muội nói rất đúng, nhưng mà anh ta cũng không đồng ý để người khác nói em gái của mình là người không có giáo dục. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Đỗ Tiểu Muội thì lập tức cười nhạo một tiếng, con nhóc này thế mà lại cảm thấy có 5 nội kình tiểu thành là vô địch rồi, quả nhiên là một chuyện cười lớn mà. Đám người bọn họ, chỉ cần một cô gái như Thượng Sam Tinh Vũ là đã có thể đối phó được. Chứ đừng nói chi là tông sư cảnh như Lâm Thanh Diện cũng chả thèm để vào mắt. Đỗ Tiểu Muội nghe thấy tiếng cười của Lâm Thanh Diện, lập tức không phục nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh cười cái gì hả, so với sự lợi hại của nội kình tiểu thành, cùng lắm thì anh cũng chỉ là người bình thường thôi, lại còn có mặt mũi mà cười ở đây. Hơn nữa lần nào anh cũng để cho cái con nhỏ này xông ra phía trước, tôi thấy là anh chẳng bằng con nhỏ này nữa đó. Ôi chao, sao tôi lại không cẩn thận phát hiện ra chân tướng vậy kìa. Không phải là cả đoạn đường này anh đều được cô gái này bảo vệ đi đến đây đó chứ. Anh trai của tôi rất lợi hại, cô còn nói anh ấy như vậy, tôi không cần phải khách khí. Thượng Sam Tinh Vũ bực tức nói một câu với Đỗ Tiểu Muội. Nghe thấy Thượng Sam Tinh Vũ gọi mình là anh trai tự nhiên như vậy, Lâm Thanh Diện cũng cười cười. Cô nhìn xem, bị tôi nói trúng rồi chứ gì, anh của cô lợi hại như vậy thì tại sao cô phải ra mặt thay cho anh ta cơ chứ? Còn không phải nói rõ anh ta không có bản lĩnh gì, chỉ biết dựa vào phụ nữ thôi à. Đỗ Tiểu Muội làm như là mình đã nhìn thấu hết tất cả. Đủ rồi đó, nếu như em tiếp tục gây phiền toái cho anh, vậy anh sẽ thật sự tức giận đó. Đỗ Kiến Vĩ hô một câu với Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Tiểu Muội biết là anh của cô ta đã nói đến mức độ này rồi, đã bộc lộ rõ đã đến giới hạn nhất định, cho nên rất thức thời nói với Đỗ Kiến Vĩ, được rồi, biết rồi mà, thiệt tình hà. Không phải em cũng chỉ nói có vài câu thôi à. Đỗ Kiến Vĩ tràn đầy vẻ áy náy nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, nói thật sự rất xin lỗi, đứa em gái này của tôi đúng là thiếu dạy bảo, gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, nói, được rồi, chút chuyện nhỏ này cũng không so đo nữa, tranh thủ lên đường đi. Đỗ Kiến Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó nắm tay Đỗ Tiểu Muội đi lên phía trước, sợ Đỗ Tiểu Muội lại nói lời gì đó đắc tội với người khác. Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ đi theo đằng sau của bọn họ, cũng không trò chuyện với hai anh em này nữa, Mắc Công lại ôm một bụng tức giận. Vừa đi, Thượng Sam Tinh Vũ vừa thận trọng nhìn Lâm Thanh Diện, nhỏ giọng nói, này anh, lúc nãy tôi mạo muội gọi anh là anh trai, chắc là anh sẽ không để ý đâu ha. Lâm Thanh Diện cười cười nói, không có gì đâu. Thượng Sam Tinh Vũ lập tức thở một hơi nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia vui mừng. Lộ trình sau đó. Đỗ Tiểu Muội thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Lâm Thanh Diện với Thượng Sam Tinh Vũ mấy lần, trong miệng đang nói nhỏ, không cần suy nghĩ cũng biết là cô ta đang nói mấy lời khó nghe để phát tiết bất mãn ở trong lòng của mình. Lâm Thanh Diện với Thượng Sam Tinh Vũ đều lựa chọn không thèm nhìn cô ta, vừa đi vừa nhìn phong cảnh dọc đường, trực tiếp đem Đỗ Tiểu Muội trở thành không khí.
Đối với loại người như là Đỗ Tiểu Muội, làm lơ cô ta còn có tác dụng hơn nhiều so với mắng cô ta vài câu. Sự thật chứng minh, quả thật Đỗ Tiểu Muội bởi vì hai người Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ không nhìn mình nên nổi trận lôi đình, nhưng mà lại không thể làm gì khác. Bôn ba cả một đoạn đường, bọn người Lâm Thanh Diện rốt cuộc cũng đã vượt qua ngọn núi cuối cùng, thấy cuộc sống dồi dào ở phía xa xa, sơn cốc với cảnh sắc mê người, đó chính là vị trí của Dược Thần Cốc. Chỉ nhìn từ bề ngoài, nơi này giống như là tiên cảnh nhân gian, sau khi Thượng Sam Tinh Vũ nhìn thấy thì lại phát ra âm thanh cảm thán không thôi. Cô ta đã lớn như vậy rồi, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp như vậy. Tiếp tục đi về phía trước không bao xa liền nhìn thấy được một cánh cửa giản dị được làm từ gỗ, ở trên cánh cửa có treo một tấm bảng, bên trên viết ba chữ Dược Thần Cốc. Bởi vì ở nơi đây tràn đầy sinh khí, cho nên trên cửa gỗ có giản dây leo đang bò, có chỗ còn nở hoa. Lúc này ở bên cạnh cửa gỗ có một cậu thiếu niên với độ tuổi không tính là lớn đang ngủ gà ngủ gật. Đỗ Kiến Vĩ đi về phía trước, hành lễ với cậu thiếu niên kia, mở miệng nói, người anh em, chúng tôi đến Dược Thần Cốc để xin thuốc, mong là anh em sắp xếp một chút, dẫn bọn tôi đi vào. Cậu thiếu niên lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Đỗ Kiến Vĩ với bọn người Lâm Thanh Diện phía sau lưng một chút, không nhịn được mà mở miệng nói, ngày hôm nay trời sắp tối rồi, ngày mai các người lại đến đi. Chương 813, sẽ không khách khí. Đỗ Kiến Vĩ nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên thì lập tức có chút lúng túng, bọn họ lặn lội một quãng đường xa như vậy lúc này mới có thể đến Dược Thần Cốc, lại không ngờ rằng người ta chỉ nói một câu liền đuổi bọn họ đi. Người anh em à, cậu cũng biết rồi đó, ở bên ngoài Dược Thần Cốc đều là đường núi không có nơi nào để nghỉ ngơi hết, không bằng người anh em cho chúng tôi đi vào đó đi, chúng tôi nghỉ lại ở bên trong một đêm, chúng tôi đồng ý thanh toán với số tiền tương ứng mà. Đỗ Kiến Vĩ tiếp tục nói một câu, bởi vì biết được sự cường thế của Dược Thần Cốc cho nên trong giọng nói cũng không dám biểu lộ ra bất cứ bất mãn gì. Cậu thiếu niên đó có chút khó chịu nhìn chằm chằm vào Đỗ Kiến Vĩ, mở miệng nói, ở bên ngoài không có chỗ nghỉ ngơi thì có liên quan gì tới tôi đâu, ai bảo các người đến trễ như vậy làm gì, tôi nói không cho vào chính là không cho vào đó, cánh cửa này nghe theo lời của tôi, nếu như các người cảm thấy không phục thì đời này cũng đừng nghĩ đến tới Dược Thần Cốc của tôi nữa. Hiển nhiên cậu thiếu niên này là bởi vì thanh danh của Dược Thần Cốc tăng thêm việc thái độ của những người đi xin thuốc đều rất sụt rè, cho nên đã dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì. Cậu ta không cho bọn người Đỗ Kiến Vĩ đi vào cũng không phải là bởi vì quá muộn, đơn thuần chính là vì muốn cảm nhận loại khoái cảm ra mệnh lệnh cho người khác mà thôi. Đỗ Kiến Vĩ nhìn thấy cậu thiếu niên không đồng ý cho bọn họ đi vào, trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải thở dài quay đầu nói với Đỗ Tiểu Muội ở bên cạnh, đã như thế này. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm một chỗ ở bên ngoài chấp nhận qua đêm đi. Mặc dù là Đỗ Tiểu Muội tương đối khó chịu, nhưng mà ở trước mặt của Dược Thần Cốc cô ta vẫn không dám làm càn cho nên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bởi vì người áo choàng đen cùng với giao dịch giữa gia tộc Thượng Sam với Dược Thần Cốc, Lâm Thanh Diện đối với Dược Thần Cốc vốn dĩ không có ấn tượng tốt gì, bây giờ nhìn thấy một thằng nhóc canh cổng ở Dược Thần Cốc mà cũng ỷ thế hiếp người, trong lòng lại càng không cam lòng. Lần này anh đến Dược Thần Cốc cũng không phải là để xin thuốc, nếu như anh điều tra ra được Dược Thần Cốc thật sự ra tay với đám con nít, anh thậm chí cũng sẽ lật tung Dược Thần Cốc lên, cho nên căn bản của công cần thiết phải khách khí với người của Dược Thần Cốc. Anh nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đó, lạnh lùng nói, bây giờ cách với trời tối ít nhất vẫn còn 3 tiếng đồng hồ nữa, vẫn còn không tính là muộn, tại sao để không cho chúng tôi đi vào? Cậu thiếu niên trừng Lâm Thanh Diện. Mở miệng nói, đầu óc của anh bị nước vào hay là nghe không hiểu lời nói của tôi vậy hả? Tôi nói trời sắp tối thì chính là trời sắp tối, tôi cần gì phải quan tâm còn mấy tiếng đồng hồ nữa trời mới tối xuống. Nếu như các người còn không có mắt như vậy nữa, ngày mai tôi cũng sẽ không cho các người đi vào đâu. Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội nghe nói như vậy sắc mặt đều thay đổi, nếu như bởi vì đắc tội cậu thiếu niên này mà không thể đi vào Dược Thần Cốc, vậy thì lần này bọn họ đến đây xem như công cốc rồi. Đỗ Tiểu Muội không hề khách khí chút nào mà hô một câu với Lâm Thanh Diện, có phải là anh bị ngốc hay không vậy, người ta cũng đã nói là ngày mai rồi hẳn đến anh lại còn đứng đây mà so sánh cái gì thật nữa chứ, nếu như chúng tôi bởi vì anh mà không vào đó được tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lâm Thanh Diện căn bản cũng không phản ứng lại lời của Đỗ Tiểu Muội, lại nhìn về phía cậu thiếu niên đó, mở miệng nói, bây giờ tôi muốn đi vào trong, nếu như cậu còn muốn ngăn cản vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí với cậu. Cậu thiếu niên nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện thì lập tức cười nhạo một tiếng, nói ôi buồn cười muốn chết đi được, loại người đến Dược Thần Cốc của chúng tôi để dương oai đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó,
lá gan của mấy người lớn đến mức độ này luôn đó hả? Dám không đặt dược thần cốc của chúng tôi vào trong mắt, chỉ dựa vào anh cũng xứng à? Đỗ Kiến Vĩ nhìn thấy tình huống có chút không ổn, nhanh chóng khuyên Lâm Thanh Diện một câu, Lâm Thanh Diện, anh vẫn đừng cưỡng ép như thế, người ta cũng đã nói là ngày mai rồi hẵng đến vậy thì ngày mai chúng ta đến là được rồi. Chúng ta đến đây để xin thuốc, tuyệt đối đừng làm mọi chuyện khó xử hơn. Đỗ Tiểu Muội kéo Đỗ Kiến Vĩ nói, anh, đều đã đến lúc này rồi anh còn khuyên anh ta làm cái gì nữa, tự anh ta tìm đường chết, không có quan hệ gì với chúng ta hết. Nói xong cô ta liền vội vàng nhìn về phía cậu thiếu niên đó, nói cậu ơi, chúng tôi căn bản không quen biết với hai người bọn họ đâu, chỉ là gặp nhau ở trên đường thôi. Chúng tôi nghe theo lời của cậu, ngày mai rồi lại đến, anh ta có làm cái gì cũng không có liên quan đến chúng tôi mong là cậu đừng bởi vì bọn họ mà không cho chúng tôi vào dược thần cốc nha. Hừ, tôi đâu có quan tâm các người có biết nhau hay là không. Nếu như mà cái tên nhóc này có suy nghĩ không khách khí với tôi vậy thì tôi cũng thật sự muốn xem anh ta sẽ làm như thế nào mà không khách khí với tôi. Dược thần cốc tôi còn chẳng đặt mấy con kiến và các người vào trong mắt đâu. Cậu thiếu niên nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói một câu. Hai bên lập tức dương cung bạt kiếm, có vẻ như sắp đánh nhau rồi. Sư đệ, có phải là cậu lại đang gây khó xử với khách đến đây hay không vậy hả? Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn ra đằng sau cửa, phát hiện là một người đàn ông hơi lớn tuổi một chút đi về phía bên này. Sau khi cậu thiếu niên nghe thấy âm thằng này thì liền biết sắc, sau đó liền vội vàng quay người lại, mở miệng nói với người kia, sư huynh, em cũng không có làm khó bọn họ, là người này dõng dạc nói muốn không khách khí với dược thần cốc của chúng ta, cho nên lúc này em mới ngăn cản bọn họ lại. Người đi đến nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên, nhướng mày, ánh mắt rơi ở trên người của bọn người Lâm Thanh Diệt. Mở miệng hỏi, các người là người đến từ phương nào, tại sao lại muốn không khách khí với dược thần cốc của chúng tôi? Đỗ Tiểu Muội vội vàng mở miệng nói, bọn tôi là người nhà họ Đỗ ở đảo Hồng đến dược thần cốc để xin thuốc, bọn tôi với hai người bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào, hai người bọn họ đến từ đảo quốc đến đây là để làm cái gì tôi không biết, cho nên xin đừng gộp chúng tôi với hai người bọn họ cùng một thể. Sau khi người kia nghe thấy người đến đây là đảo quốc, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi các người đến đây để tìm đại trưởng lão đúng không? Không sai, Lâm Thanh Diện nói. Người kia cười cười nói, thật là ngại quá, không biết là có thể nói lại những chuyện vừa mới xảy ra ở nơi này cho tôi biết không? Lâm Thanh Diện cũng không do dự nói lại tất cả những chuyện mà bọn họ đến chỗ này cho người sư huynh kia nghe một lần. Sau khi cậu thiếu niên nghe thấy Lâm Thanh Diện nói xong thì mặt mũi tràn đầy bối rối, vội vàng nói, sư huynh. Anh đừng nghe bọn họ nói tào lao, đây đều là do anh ta đã nói bữa đó, là anh ta vừa đến đây thì liền muốn không khách khí với đệ. Người sư huynh kia lập tức dừng mắt nhìn cậu thiếu niên, quát tính tình của cậu như thế nào chẳng lẽ là cậu còn chưa biết rõ nữa hả? Hai người này chính là khách quý của đại trưởng lão, may mà tôi đến đây kịp thời, nếu không thì còn không biết là cậu sẽ gây ra thảm họa gì nữa. Cậu thiếu niên biến sắc, không ngờ đến hai người đó là khách quý của đại trưởng lão. Trong lòng lập tức nảy sinh ra một loại cảm giác vừa nghĩ đã sợ. Hai người Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội ở bên cạnh cũng đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ đến bối cảnh của Lâm Thanh Diện với Thượng Sam Tinh Vũ thế mà lại lợi hại như vậy, lại là khách quý của đại trưởng lão Dược Thần Cốc. Thật sự xin lỗi, một lát nữa tôi sẽ trách phạt cái thằng nhóc này, mời hai vị đi theo tôi. Người sư huynh kia ôm tay lại với Lâm Thanh Diện, mặt mũi tràn đầy vẻ hối lỗi. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu. Cũng không so đo cái gì nữa. Các người cũng đi vào cùng luôn đi. Người kia nhìn Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội. Hai người lập tức thở một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ hưng phấn. Một đám người đi vào sâu trong dược thần cốc, trên mặt của Đỗ Tiểu Muội tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, nhìn như thế nào thì anh cũng không giống như là người có thể trở thành khách quý của dược thần cốc. Một hồi lâu sau cô ta vẫn nhìn không được mà lẩm bẩm một câu, hừ. Có cái gì mà để kiêu căng đâu chứ, nói không chừng là may rủi gì đó, không chừng là dựa vào người phụ nữ này bán nhan sắc mà đổi lấy đây này, thật buồn nôn. Chương 814, khảo nghiệm thực lực. Vị sư huynh đó dẫn theo bọn người có Lâm Thanh Diện đi vào trong, trên mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào cảnh sắc ở bên trong dược thần cốc, trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một biểu cảm thán phục. Dược thần cốc không hổ là mảnh đất bảo vật phong thủy dày đặc linh khí. Dọc đường đi đều có thể tùy tiện nhìn thấy được những ruộng thuốc đang mọc, các loại dược liệu đều được trồng theo từng đợt, sinh trưởng rất khỏe mạnh. Càng đi vào bên trong,
đám người liền có thể nghe được mùi thuốc càng ngày càng nồng nặc, theo thời gian càng có một loại cảm giác thấm vào ruột gan. Tôi nghe đại trưởng lão nói người lúc trước đến gặp mặt với các người là vân trưởng lão của dược thần cốc chúng tôi, sao ông ấy lại không về cùng các người vậy? Vị sư huynh đó mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Thanh Diện mới nói, người đó nói là muốn đi kinh đô để báo thù cho Lôi Uyên Hành, là bằng hữu tốt nhất của mình, bởi vì thời gian gấp rút và khó có được cơ hội, cho nên ông ta đã nói vị trí của dược thần cốc cho chúng tôi biết để chúng tôi tự mình tới. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Lâm Thanh Diện cũng không trực tiếp thuận theo lời nói của anh ta mà nói vân trưởng lão như thế nào, mà là dùng người đó để làm vật thay thế, nếu như mà người này cũng lừa gạt anh vậy thì vở kịch này của anh cũng không cần phải diễn nữa. Sau khi vị sư huynh đó nghe xong thì thở dài rồi nói, vân trưởng lão làm người rất quái đản, cả đời này cũng chỉ có một người bạn là Lôi Uyên Hành, dựa vào tính cách của ông ấy mà nói thật sự là ông ấy có thể làm ra chuyện này. Nghe thấy anh ta nói như vậy, Lâm Thanh Diện không khỏi thở ra một hơi, biết là mình đã qua được cửa ải này. Lôi Uyên Hành chính là người đã bị một tông sư trẻ tuổi tên là Lâm Thanh Diện giết chết đó à? Đỗ Tiểu Muội mở miệng hỏi một câu. Vị sư huynh nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là ông ta. Lôi Uyên Hành nổi danh đã lâu lắm rồi, chính là một vị tông sư rất có uy phong trong giới võ đạo, lại không ngờ rằng cuối cùng lại chết trong tay một người trẻ tuổi chỉ mới hơn 20 tuổi. Cái người trẻ tuổi tên là Lâm Thanh Diện này cũng là một thiên tài nghìn năm khó gặp, nghe nói là trước đó không lâu năm thế gia lớn trong giới võ đạo liên thủ lại đối phó với anh ta, kết quả là bị một mình anh ta đánh cho hoa rơi nước chảy, tài năng của người nọ thật sự kinh khủng đến cực điểm. Mặc dù hai anh em nhà họ Đỗ là người của đảo Hồng, nhưng mà bọn họ cũng đã nghe nói chuyện này rồi, đối với Lâm Thanh Diện này, ở trong lòng bọn họ cũng rất bội phục. Dù sao thì Đỗ Kiến Vĩ có thể hơn 20 tuổi đã đạt được nội kình tiểu thành, vậy cũng đã xem như thiên tài hiếm có, mà Lâm Thanh Diện chỉ đến độ tuổi này đã liên sát được tông sư, quả nhiên là một sự tồn tại kinh khủng trong giới võ đạo. Cái người Lâm Thanh Diện này đúng là vô cùng lợi hại nha, hơn nữa cũng chỉ mới có hơn 20 tuổi thôi. Chắc anh ta là một anh chàng đẹp trai có vẻ ngoài lãng tử, nếu như tôi có cơ hội nhìn thấy anh ta thì hay biết mấy, đến lúc đó tôi nhất định sẽ chủ động theo đuổi anh ta. Dựa vào bối cảnh của nhà họ Đỗ tôi ở đảo Hồng, tôi xứng với anh ta có thừa. Đỗ Tiểu Muội hoa si mở miệng nói. Nghe thấy lời nói này của Đỗ Tiểu Muội, Lâm Thanh Diện không thể nín được mà bật cười. Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy Lâm Thanh Diện cười thì lập tức trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mở miệng nói anh cười cái gì mà cười hả? Nói cho anh biết nha, nếu như tôi có thể theo đuổi được Lâm Thanh Diện thì đến lúc đó chuyện đầu tiên mà tôi làm là tôi sẽ để cho anh ấy đánh cho anh một trận. Lâm Thanh Diện nhún vai, biểu thị không thèm để ý chút nào, dù sao thì mãi mãi anh cũng không có khả năng coi trọng loại người như là Đỗ Tiểu Muội. Trong ánh mắt của Thượng Sam Tinh Vũ đi theo bên cạnh của Lâm Thanh Diện nhìn về phía Lâm Thanh Diện xuất hiện biểu cảm phức tạp, nếu như mà cô ta nhớ không lầm thì người hiện tại đang đóng vai anh trai của cô ta tên là Lâm Thanh Diện. Không bao lâu sau đám người cũng đã nhìn thấy được ở bên trong sơn cốc không xa xuất hiện rất nhiều quần thể kiến trúc, mấy cái đó chắc là chỗ ở của người dược thần cốc. Nhìn từ bên này, ở bên đó giống như là một thôn trang với quy mô cũng không lớn là bao, có vẻ vô cùng tĩnh mịch, trái lại là một khu vực ẩn cư vô cùng tốt. Chư vị, nếu như bước vào trong dược thần cốc của tôi thì nhất định phải trải qua một lần khảo nghiệm thực lực, chúng tôi phải nắm giữ được thông tin chính xác về thực lực của các người. Phòng ngừa chuyện không thể khống chế được xảy ra, cho nên mong là mọi người sẽ phối hợp. Sắp đi đến phòng ốc của dược thần cốc ở phía bên kia, sư huynh mở miệng nói một câu. Sau đó mấy người được đưa đến giữa sơn cốc, ở nơi có một dòng suối nhỏ đang chảy qua. Nơi này là nơi mà dược thần cốc chúng tôi khảo thí thực lực, bây giờ mỗi người các người thay phiên nhau dốc hết sức lực của mình đập lên trên tảng đá lớn ở bên kia đi. Tảng đá lớn này đã được dược thần cốc của chúng tôi cải tạo lại một cách đặc biệt. Có thể hấp thu nội kình và truyền năng lượng nội kình ra bên ngoài theo phương thức rung động, từ đó sẽ phân tán nước ở trong dòng nước phía sau, nước rung chuyển càng lớn thì sức mạnh lại càng mạnh, người nào chưa đạt đến trình độ nội kình thì đương nhiên nó sẽ không xuất hiện ra kết quả gì. Mời chư vị thực hiện theo trình tự. Bọn người Lâm Thanh Diện nhìn tảng đá lớn ở trước mặt đều cảm thấy có chút thần kỳ, không ngờ đến là còn có thể sử dụng loại phương pháp này để khảo thí thực lực. Đỗ Kiến Vĩ kích động. Anh ta là người đầu tiên đứng ở phía trước tảng đá, sau đó dùng hết toàn lực của mình đập lên trên tảng đá đó. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy trong dòng suối ở phía sau có một con sóng làm rung chuyển mặt nước tách ra với một khoảng cách khoảng 10 cm. Nội kình tiểu thành, không tệ, ở độ tuổi này mà đã có thể đạt được thực lực này thì cũng coi như là một thiên tài.
Sư huynh thì thầm mở miệng nói. Nghe thấy sư huynh của Dược Thần Cốc khen ngợi, trên mặt của Đỗ Kiến Vĩ lập tức lộ ra một biểu cảm đắc ý, rõ ràng là anh ta vô cùng hài lòng đối với thực lực của mình. Sau đó bốn cao thủ nội kình tiểu thành đi theo hai anh em Đỗ Kiến Vĩ cũng đồng loạt tiến lên, dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình đập một cái lên trên tảng đá, ai cũng đều tách ra được một khoảng cách khoảng 10 cm. Bởi vì Dược Thần Cốc muốn nắm giữ thực lực của tất cả những người đến đây để tránh xuất hiện ra việc người giáp tâm làm loạn muốn gây chuyện phá quỷ ở Dược Thần Cốc, cho nên cho dù Đỗ Tiểu Muội có nói mình là người bình thường thì cũng phải tiến hành khảo thí, kết quả khảo thí đương nhiên không hề rung động một chút nào. Sau khi Đỗ Tiểu Muội khảo thí xong thì đến lượt của hai người anh Năm và Lâm Thanh Diệt, Đỗ Tiểu Muội nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, có chút xem thường nói, có vẻ như là hai người bọn họ cũng không có thực lực gì đâu, cho dù có khảo thí thì cũng chắc chắn giống như tôi thôi. Mặc dù Đỗ Kiến Vĩ là người ôn hòa nhưng mà trong lòng của anh ta cũng không cho rằng Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ có thực lực gì, dù sao thì thiên tài vẫn vô cùng ít ỏi, không thể nào có việc người nào cũng giống như anh ta. Lâm Thanh Diện để Thượng Sam Tinh Vũ khảo thí trước, Thượng Sam Tinh Vũ đứng ở phía trước tảng đá, sau đó dốc hết toàn lực của mình vỗ một cái lên trên tảng đá. Chỉ nhìn thấy dòng suối nhỏ ở phía sau tảng đá lập tức tách ra một khoảng cách gần 50 cm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ai cũng không ngờ được thực lực của Thượng Sam Tinh Vũ lại mạnh như vậy. Bình thường khoảng cách 30 cm cũng có thể đại biểu đạt đến trình độ nội kình đại thành, lúc nãy cô đã tách ra được gần 50, nói rõ cô chính là cao thủ nội kình đại thành, cũng là một người rất nổi bật. Thiên tài giống như cô, đã nhiều năm rồi tôi chưa từng nhìn thấy. Sư huynh có chút kích động mà nói. Thượng Sam Tinh Vũ chỉ là cười cười với anh ta. Sau đó đứng trở lại bên cạnh của Lâm Thanh Diệt, không hề kiêu ngạo chút nào, ở trong lòng của cô ta rất rõ ràng, so sánh với Lâm Thanh Diệt thì cô ta còn kém xa lắm. Lúc đầu hai anh em Đỗ Kiến Vĩ cho rằng Thượng Sam Tinh Vũ không có thực lực gì, lúc này lại trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Tiểu Muội cảm giác trên mặt của mình nóng rát một trận, bởi vì Thượng Sam Tinh Vũ có dung mạo xinh đẹp, trong lòng của cô ta đã thấy ghen tị, cho nên Đỗ Tiểu Muội vẫn cho rằng Thượng Sam Tinh Vũ chính là một bình hoa. Ngoại trừ xinh đẹp ra thì cũng không có ưu điểm gì hết. Nhưng mà hiện tại xem ra cô ta lại càng giống bình hoa hơn. Chương 815, không hề thay đổi chút nào. Chỉ có bao nhiêu tuổi đã đạt được thực lực nội kình đại thành, đây mới thật sự là thiên tài, so sánh với cô ấy tôi căn bản cũng không tính là cái gì. Hơn nữa cô ấy còn là một cô gái, xem ra tôi vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Đỗ Kiến Vĩ cảm khái nói một câu. Đỗ Tiểu Muội ở bên cạnh lập tức an ủi, anh đừng có nói như vậy mà, thật ra anh đã rất lợi hại rồi, ít nhất là anh còn lợi hại hơn một số người. Nói xong, cô ta còn nhìn về phía của Lâm Thanh Diện. Lúc này chỉ còn lại có một mình Lâm Thanh Diện chưa tiến hành khảo nghiệm. Đến lượt anh rồi đó, đi kiểm tra đi. Sư huynh nhìn Lâm Thanh Diện, nói một câu. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, đi đến phía trước tảng đá, quay đầu lại hỏi người ở bên kia, nhất định phải dùng hết toàn lực à? Không sai, một đấm hết toàn lực, đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Sư huynh trả lời lại. Lâm Thanh Diện nhìn chòng chọc vào tảng đá đó, nghĩ đến việc đại trưởng lão biết người đi cùng với Thượng Sam Tinh Vũ đến đây chính là một vị tông sư, cho nên anh phát huy ra thực lực tông sư cảnh cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sau đó Lâm Thanh Diện liền bắt đầu tụ lực, sau khi cảm giác gần tới rồi thì trực tiếp đánh một trưởng về phía tảng đá đó. Thượng Sam Tinh Vũ tràn đầy vẻ chờ mong nhìn một màn này. Dựa theo suy đoán của cô ta, một trưởng này của Lâm Thanh Diện ít nhất cũng có thể tách dòng suối nhỏ ở bên trong trên 100 cm. Bàn tay của Lâm Thanh Diện rơi trên tảng đá vang lên một tiếng làm cho tất cả mọi người giật nãy cả mình, ngay cả vị sư huynh của Dược Thần Cốc cũng không biết đây là có chuyện gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía dòng suối nhỏ ở đằng sau dòng nước, ở giữa dòng suối nhỏ vô cùng bình tĩnh, cũng không xảy ra sự thay đổi gì. Sư huynh thấy vậy, trong lòng chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm. Anh ta còn tưởng là thực lực của Lâm Thanh Diện sẽ dọa cho anh ta một phát, lại không ngờ rằng cũng chỉ là một người bình thường. Thượng Sam Tinh Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn dòng suối nhỏ đó, nghĩ thầm chắc chắn là ở chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề rồi, Lâm Thanh Diện căn bản không thể nào là một người bình thường được. Đỗ Tiểu Muội thì lại không lưu tình chút nào mà cười lên ha hả, chỉ vào Lâm Thanh Diện rồi mở miệng nói, không ngờ anh cũng là một người bình thường đó. Thật sự không biết là lúc nãy anh lấy dũng khí từ nơi nào còn dám nói không khách khí với người của Dược Thần Cốc người ta. Lúc nãy tôi tốt xấu gì cũng làm cho mặt nước xuất hiện dao động rất nhỏ, không ngờ đến một đấm toàn lực này của anh vậy mà lại không có phản ứng gì,
anh thậm chí ngay cả tôi cũng không bằng nữa, làm tôi mắc cười chết đi được. Thượng Sam Tinh Vũ thấy thế, lúc này muốn tranh luận với Đỗ Tiểu Muội một phen nhưng mà lại bị Lâm Thanh Diện ngăn cản lại. Mặc dù là không biết tại sao tảng đá kiểm tra thực lực này lại không có phản ứng, nhưng mà hiện tại loại tình huống này đối với Lâm Thanh Diện mà nói không thể nghi gì nó lại còn có lợi hơn nữa. Vị sư huynh đó cũng nhìn bọn họ một chút, mở miệng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, tranh thủ đi vào trong đi. Nói xong, không có ai tiếp tục nán lại chỗ này nữa, trực tiếp đi vào trong dược thần cốc. Mấy người của Lâm Thanh Diện cũng không chần chờ đi theo. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, có hai lão già một khoảng chừng 50 tuổi đi về phía bên này, một béo một gầy, trên mặt đều mang theo nụ cười. Tôi đã nói với ông là gần đây thực lực của tôi đã được tăng lên, ông còn không chịu tin, đã như thế này thì chúng ta cứ đến bên đây kiểm tra một chút đi, để cho ông hết hy vọng. Lão già béo mở miệng nói. Lão già gầy cười cười, nói, trong khoảng thời gian này ông ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ, tôi đều nhìn thấy hết đó, nếu mà dưới lọ ai tình huống này mà thực lực của ông còn có thể tăng lên, vậy thì thật sự có quỷ rồi. Lão già béo nghe thấy lời nói của ông ta, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm khinh thường, lười nhắc tiếp tục tranh luận với ông ta, tất cả đều cứ dựa vào kết quả mà nói chuyện đi. Ông ta dừng ở phía trước tảng đá lớn dùng để khảo thí thực lực, mở miệng nói, lần trước kết quả khảo thí của tôi là 108 cm, nếu như lần này tôi vượt qua con số này thì nó cũng đã chứng minh thực lực của tôi tăng lên, đến lúc đó ông phải đưa nhân sâm ngàn năm của ông cho tôi đó. Đó là chuyện đương nhiên rồi, chỉ cần tôi thua thì đương nhiên nhân sâm là của ông, nhưng mà nếu như tôi thắng thì cái hũ thuốc rượu huyết linh chi đó là của tôi. Lão già gầy mở miệng nói. Lão già béo hừ một tiếng, tiếp theo đó lại đứng vững ở phía trước tảng đá, hít sâu một hơi, tập trung tất cả sức lực của mình trên bàn tay, sau đó bỗng nhiên vỗ một cái lên trên tảng đá. Lão già gầy nhìn chằm chằm vào dòng suối nhỏ phía sau không chớp mắt, muốn xem thực lực của lão già béo có phải thật sự tăng lên rồi không. Nhưng mà cả nửa ngày sau dòng suối nhỏ ở bên trong cũng không xuất hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Lão già béo cũng mang vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn vào dòng suối nhỏ, lẩm bẩm nói, tôi chỉ mới dùng một ít sức thôi, sẽ không phải là gần đây tôi ngủ quá nhiều, cho nên ngủ đến nỗi thực lực cũng không còn đó chứ. Lão già gầy lập tức cười lên ha hả, nói, ông thậm chí ngay cả một cm cũng không có nữa, cái này có phải là coi như đã thua rồi không, vậy ông nhớ là hũ rượu kia cho tôi đó nha. Trên mặt của lão già béo tràn đầy vẻ không phục, lúc này muốn đi kiểm tra xem có phải là tảng đá xảy ra vấn đề rồi không. Ngay lúc này tảng đá đột nhiên lại phát ra một tiếng răng rắc, ngay sau đó bên trong xuất hiện một vết nứt, toàn bộ tảng đá lớn trực tiếp phân thành hai nữa. Hai lão già này đều nhìn về phía tảng đá lúc mà nó vỡ ra, chỉ nhìn thấy ở bên trong tảng đá này vậy mà lại biến thành bột mịn, cũng chỉ còn lại cái xác rỗng ở bên ngoài. Cái này sao có thể được chứ? Chẳng lẽ là thực lực của ông đã mạnh tới mức này luôn hả, tảng đá đó đã được xử lý bằng dược phẩm đặc biệt, cho dù là cao thủ tông sư cảnh đỉnh tiêm cũng không thể đánh tảng đá kia thành cái dạng này được đâu. Lão già gầy hoảng sợ nói. Lão già béo của mang theo vẻ mặt ngơ ngác, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ. Tôi chính là thiên tài 10.000 năm không gặp, gần đây mới có thể nhìn thấy thiên phú của mình, chỉ dựa vào việc đi ngủ và ăn cơm mà đã có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Hai người Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ đi theo vị sư huynh kia đi thẳng một đường đến phía trước một ngôi nhà sâu nhất ở trong dược thần cốc, hai anh em Đỗ Kiến Vĩ đều đi xin thuốc, mục đích khác với bọn họ, cho nên lúc này đã được đưa đến chỗ khác. Mà bọn người Lâm Thanh Diện đương nhiên phải đến chỗ của đại trưởng lão dược thần cốc. Trên đường đến đó, Lâm Thanh Diện đã hỏi thăm vị sư huynh đó biết được đại trưởng lão của dược thần cốc tên là Kỳ Thiên Xích, địa vị của ông ta ở trong dược thần cốc gần như cũng chỉ dưới cốc chủ Điền Uyên. Sư huynh đi đến trước cửa của căn nhà đó, gõ gõ mấy lần ở cửa, lên tiếng gọi, đại trưởng lão, người mà người muốn gặp đã đến rồi. Không bao lâu sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc râm, nhưng mà trông vẫn còn sức sống bước ra từ bên trong. Người này chính là Kỳ Thiên Xích, đại trưởng lão của dược thần cốc, ông ta đã hơn 60 tuổi, có điều là bởi vì sử dụng đủ các loại đan dược trong một thời gian dài cho nên nhìn cũng không có gì khác biệt so với người khoảng 40 tuổi. Ánh mắt của Kỳ Thiên Xích rơi ở trên người của Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ, sau khi nhìn thấy Thượng Sam Tinh Vũ thì hai mắt lại phát sáng, không hỏi đến chuyện của người áo choàng đen một tiếng nào liền mở miệng nói, vào đây với tôi. Vị sư huynh đó làm hành động biểu thị mời với Thượng Sam Tinh Vũ và Lâm Thanh Diện,
sau đó thức thời rời khỏi nơi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 815.